trung 2568, Nguyễn Liên Thủ cùng Phương Nguyên Ba, thủ đoạn đúng là lợi hại, sau khi giao thủ, Lệ Hoàng và Thanh Dạ đều biến sắc, sát chiêu này có tính uy hiếp đối với bọn họ, nhất là quỷ giao tự bạo, uy năng không tầm thường. Không chỉ hồn thú tự bạo lợi hại, mà còn có kiếm khí tung hoành, sắc bén phi phàm, người Lệ Hoàng khoác Dương Mãng Bối Hỏa Y nhưng cũng không chịu nổi, sau mấy chục lần tự bạo, Dương Mãng Bối Hỏa Y chập chờn, thế lửa rõ ràng đã suy giảm, tình huống của Thanh Dạ lại càng chật vật hơn trái trông phải ngăn trong lòng khó có thể tin được tại sao uy năng của sát chiêu này lại khổng lồ như thế đây là đương nhiên rồi sát chiêu vại kiếm quỷ dao có nhược điểm và cái giá bỏ ra giống với vô hạn phong của vũ dung đó chính là tiêu hao vĩnh viễn đạo ngân trên người của tiên nhưng vô hạn phong thi triển có một lần đã hao hết một vạn đạo ngân còn phương nguyên thi triển vạn kiếm quỷ dao chỉ có bốn ngàn đạo ngân hồn đạo mà thôi lệ hoàng thanh dạ bị dây dưa chân thân phương nguyên nhân cơ hội tốt lập tức chui vào trong hắc bạch điên đảo từ bạch thiên tiến vào hắc thiên phương nguyên lập tức hủy đi đá mây sau đó thôi động sát chiêu lấy định tiên du làm hạch tâm sau mấy hơi thở hắn biến mất ngay tại chỗ đến chiến trường phúc địa bất bại không ý đến phúc địa bất bại lại ở đây phương nguyên cảm khái băng tắc xuyên đã gọi hắn đến tất nhiên cũng đã nói cho hắn biết vị trí của phúc địa bất bại nơi này không giống với đảo thạch liên Hai động thiên long kình phương nguyên có thể dựa vào sát chiêu trực tiếp truyền tống đến là ai phương nguyên xuất hiện lập tức khiến cho liên quân nam cương và bắc nguyên cảnh giác là Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, Cổ Tiên quát hỏi đầy đổ đầy mồ hôi, áp lực trong lòng rất lớn. Trước khi Phương Nguyên trả lời một khắc, đi đã phát hiện ra, đồng thời còn rất hối hận tại sao mình lại quát hỏi. Dù sao Phương Nguyên cũng là đại ma đầu danh chấn thiên hạ, hung uy lan xa nam vực, Phương Nguyên nhanh chóng liếc nhìn chiến trường, do lúc giống như trụ lớn chống trời vô hạn phong thu hút ánh mắt của hắn nhất, sau đó Ánh mắt của hắn hơi dừng lại trên người Phượng Tiên Thái tử rồi đảo qua đám cổ tiên ba thập bát đang lưu thủ bên ngoài, "Ngươi đến rồi à?" sở độ mang theo thương thế không nhẹ bay lên nên đón phương nguyên phụ tiên thái tử ba thập bát dùng ánh mắt phức tạp nhìn phương nguyên đám người lệ hoàng đuổi theo phương nguyên không bỏ hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội tạm thời thoát khỏi bọn họ mà chạy đến đây lúc này đám người vũ dung dược hoàng không chỉ phá giải trận ngọc dẫn linh lung mà còn phá thêm hai trận nữa tạm thời bây giờ đang bị hãm trong trận thứ tư sở độ trong trận thứ hai đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng nhưng cũng vì vậy mà bị thương cân nhắc đến phương nguyên đang đến liền cố ý ở lại bên ngoài có băng tác xuyên điều hành bác nguyên tất nhiên biết được phương nguyên sẽ đến cứ như vậy chư tiên nam cương cũng sẽ biết phương nguyên mang đến náo động cho bác nguyên và nam cương hai thế lực chính đạo này đều ăn thiệt trong tay của hắn lầu chân dương bác nguyên bị phương nguyên phá hủy rất nhiều thế lực siêu cấp nam cương bị phương nguyên bắt chẹt qua nhưng bây giờ bọn họ phải hợp tác với hắn để đối phó thiên đình đại trận lợi hại hơn nữa sao có thể cản đường của ta thời gian rất gấp không cần thiết phải nói nhiều các ngươi tránh ra ta muốn tự bạo thuần mộng cầu chân thể phương nguyên lật đầu với sở độ sau đó lao thẳng vào đại trận tranh thủ từng giây đám người sở độ vui mừng bọn họ chờ phương nguyên đồng ý hợp tác với phương nguyên cũng là vì điểm này phương nguyên có được thủ đoạn mộng đạo chỉ cần tự bạo thuần mộng cầu chân thể để mộng cảnh tràn ngập như vậy có thể phá giải đại trận mọi việc đều thuận lợi phương nguyên đến rất nhanh bị đám người dược hoàng biết được dược hoàng nhìn đám người vũ dung cách đó không xa cố ý lớn tiếng ồ phương nguyên đến biểu hiện vũ dung hơi ngưng lại chợt quay đầu nhìn dược hoàng bảo phương nguyên ký minh ước nói cho hắn biết ta nguyện bất kể hiềm khích lúc trước tạm thời liên thủ với hắn bởi vì được đám người dược hoàng thông báo sớm vũ dung đối với việc phương nguyên đến cũng đã sớm có tâm lý chuẩn bị ông ta là một vị kiêu hùng mặc dù có thâm cừu đại hận với phương nguyên nhưng lúc này thiên đình mới là đại địch đối phó thiên đình ngăn cản đối phương chữa trị cổ số mệnh triệt để mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của vũ dung cho nên vì lợi ích này vũ dung có thể tạm thời bỏ qua cừu hận liên thủ với phương nguyên vũ dung tiên hữu quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa dực hoàng gật đầu khen lập tức đám người chỉ khúc do cũng lên tiếng phụ họa không chỉ vũ dung minh chủ đại nhân các đại thế lực siêu cấp nam cương ta cũng nguyện ý từ bỏ hiềm khích lúc trước cùng phương nguyên chống lại thiên đình phương nguyên vì tư lợi bà thân mà bắt chẹt rất nhiều cổ tiên nam cương nhưng lúc này chư tiên nam liên vì đại cục mà đưa ra lựa chọn đúng đắn đây là lý trí của bọn họ nhưng càng nhiều hơn chính là thế cục nguy hiểm và sự cường đại của thiên đình Băng Tắc xin không chỉ thông báo tình hình chiến đấu thực tế của Thiên Đình cho Dược Hoàng, Phương Nguyên mà còn nói cho đám người Vũ Dung biết, điều này giúp cho Chư Tiên Nam Liên có nhận biết rõ ràng đối với chiến cuộc, chiến trường Thiên Đình, chiến trường thành đế quân đã không còn hy vọng, cơ hội thắng lợi duy nhất là nằm ở đây, chỉ có giành giật từng giây, mau chóng phá hủy đại trận, ngăn cản đợt đạo mân thành công cuối cùng được vận chuyển đến Thiên Đình, như vậy Thiên Đình đành phải tổ chức đại hội một lần nữa. Chương 2569, Cửu Cửu Liên Hoàn Bất Tuyệt Trận một, thân Mộng Cầu Chân Thể phát nổ đại trận này đi cùng lúc đó ngoài trận phương nguyên đã thúc đẩy một số thuần mộng cầu chân thể nhào đến thời đại hiện tại mộng đạo còn chưa có chỉ xuất hiện rất nhiều manh mối còn chưa chân chính phát triển đối với mộng cảnh ăn mòn gần như tất cả tiên trận mặc kệ cấp độ gì đều không thể ngăn cản trừ phi bên trong đại trận tiên cấp có chứa cổ trùng mộng đạo hoặc thủ đoạn mộng đạo tương ứng mới có thể chống lại mộng cảnh ăn mòn nhưng trong lúc thuần mộng cầu chân thể tiếp cận đại trận dị biến phát sinh sát chiêu tiền đạo tái mộng sát chiêu tiền đạo thần mộng cầu chân biến hai sát chiêu xuất hiện nhiều lần thần mộng cầu chân thể của phương nguyên vỡ vụn không thành hình người tràn lập bốn phía sau đó những mảnh vỡ mộng cảnh lan tràn tập trung lại một lần nữa hình thành thần mộng cầu chân thể mới phản công phương nguyên đồng tử phương nguyên co rụt lại tông trầm giật mình hắn vạn lần không ngờ đến thiên đình có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy mặc dù hắn đã sớm đoán trước sẽ có một khác như vậy nhưng không nghĩ đến lại nhanh như thế nhưng sự hụt hẫng trong lòng hắn tiêu tán vô tung một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo suy nghĩ trong đầu chập trùng bốc lên nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng nối có thể phản chế ta đồng thời còn nắm giữ biến hóa thuần mộng cầu chân biến là bởi vì u hồn bị bắt làm tù binh ký ức bị vơ vét sao phương nguyên bị một số thuần mộng cầu chân thể bức bách đành phải bay nhanh tuy trong tay hắn có không ít sát chiêu cường đại nhưng đối phó với thuần mộng cầu chân thể lại không được tốt đây chính là nhất bộ tiên cật biến thiên lúc trước, cháp giám thiên. Cậm chí long công. Từ sơn chân quân đều không tránh thoát kịp mộng cảnh, nhưng cũng may, phương nguyên không phải không có thủ đoạn, bên trong tiên khiếu trí tôn, phân thân chủ đạo đang ngồi dưới vầng sáng trí tiện, không ngừng thôi diễn. Mặc dù phương nguyên không có sát chiêu tối mộng để đối phó thuần mộng cầu chân thể, nhưng liên quan đến sát chiêu thuần mộng cầu chân biến, hắn lại vô cùng quen thuộc. Cho dù thiên đình muốn trong mấy năm tìm hiểu cho kỹ thần mộng cầu chân biến, khả năng vẫn rất nhỏ, cho nên khả năng vơ vét ký ức từ chỗ u hồn ma tôn là rất lớn chính vì vậy phương nguyên hoàn toàn có thể từ việc nắm giữ sát chiêu thần mộng cầu chân biến để nghịch phản lại dựa vào vầng sáng trí tuệ trợ giúp nghĩ ra được sát chiêu khắc chế thôi diễn phân thân trụ đạo phải cần một khoảng thời gian phương nguyên vừa suy nghĩ đối sách vừa bay lên không trung một số thần mộng cầu chân thể đuổi theo hắn không bỏ nhưng vẫn còn một số lao thẳng đến các cổ tiên và vô hạn phong thần mộng cầu chân thể tự bạo uy lực quấy nhiễu của vô hạn phong giảm xuống rất nhanh đám người phượng tiên thái tử chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn lúc này phương nguyên liên lạc với vũ dung câu đầu tiên đã khiến vũ dung chấn động phượng tiên thái tử của bắc nguyên chính là nội dân của thiên đình vũ dung vừa điên cuồng công kích đại trận vừa trả lời chứng cứ đâu ta chính là chứng cứ trong tình huống này ta cũng không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn phương nguyên đáp lại mộng cảnh trong tay ta không đủ cần phải đến nam cương để vơ vét mộng cảnh chế tạo thuần mộng cầu chân thể đối chiến ngươi mong thông báo cho cổ tiên đóng giữa bên kia tiếp ứng ta Phương Nguyên và Thiên Đình thế bất lưỡng lập, hắn chỉ chứng phượng tiên thái tử. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ gì, nhưng đúng như lời hắn nói, hắn chính là chứng cứ. Dù sao, chuyện Xuân Thu Thiền ở trong tay của hắn, thiên hạ đều biết. Bí mật này bại lộ khiến Phương Nguyên phải ăn nhiều đau khổ, nhưng lúc này lại đổi lấy sự tin tưởng của Vũ Dung. Trong thời khắc quan trọng, Vũ Dung không do dự. Nếu đã hợp tác với Phương Nguyên, vậy thì không ngại thân nhập một chút. Thiên Đình mới thật sự là đại địch. Được, ta sẽ gửi tin bây giờ ngươi có thể qua đó lúc này tâm trạng của vũ dung rất phức tạp ông ta chưa hề nghĩ đến một ngày ông ta lại cho phương nguyên rời đi đúng lúc này bên tai vũ dung truyền đến âm thanh của trí khúc do được rồi ta đã tìm hiểu được trận này mau công kích ở đây đây mới thật sự là trận nhãn vũ dung vui mừng nhém phương nguyên ra sau ót vội vàng ra lệnh công kích vào vị trí mà trí khúc do đã chỉ thuận lợi phá hủy trận nhãn khiến vận chuyển của tòa đại trận ngưng trệ rất nhiều huyền cực tử tôn danh lục nhìn trì khúc do bằng ánh mắt kinh ngạc và kính nể vào trận trì khúc do nhiều lần siêu việt hơn y rất nhiều lần tìm ra được ảo diệu của đại trận khiến cho y không thể không bội phục cứ dựa theo trì khúc do đại nhân sắp xếp chúng ta đến hiệp trợ minh hữu nam cương đi huyền cực tử bỏ qua chuyện đọ sức đề nghị với dực hoàng bên cạnh dực hoàng cao mày mật đầu đồng ý phương nguyên dễ dàng hất cảng truy binh đám thuần mộng cầu chân thể này kém xa lệ hoàng và thanh dạ lợi dụng sát chiêu định tiên dù phương nguyên trở lại nam cương và trung châu thu hoạch được một lượng lớn mộng cảnh có số mộng cảnh này hắn một lần nữa ngưng tạo thuần mộng cầu chân thể lao thẳng đến đại trận thiên đình trước mắt đối phó thuần mộng cầu chân thể vẫn chỉ là chuyện tiếp theo quan trọng nhất là phá hư đại trận ngăn cản thiên đình chữa trị cổ số mệnh phương nguyên chưa bao giờ quên mục đích thật sự của mình nhưng nào biết phàm là thuần mộng cầu chân thể tiếp cận đại trận đều vỡ vụn tiếp theo chuyển hóa thành thuần mộng cầu chân thể mới phản công phương nguyên đồng thời thuần mộng cầu chân thể đánh nhau phía phương nguyên cũng bại nhiều thắng ít đủ loại tình huống khiến phương nguyên ý thức được sen gia thiên đình đã có chỗ cải tiến thuần mộng cầu chân thể chương hai năm trăm bảy mươi cửu cửu liên hoàn bất tiệt trận hai đúng lúc này vũ dung truyền tin đến phương nguyên cứ tiếp tục để thuần mộng cầu chân thể tấn công đại trận bên ta đã phát hiện được chỗ sơ hở của đại trận phương nguyên giật mình sen gia thiên đình cũng không chân chính dung hợp được thủ đoạn mộng đạo vào đại trận tuy thế mỗi lần thi triển sát chưa đối phó thuần mộng cầu chân thể của ta cũng sẽ bị quấy nhiễu rất lớn đến vận chuyển của đại trận từ đó tạo ra sơ hở, những sơ hở này lọt vào mắt chỉ khúc do và huyền cực tử vô cùng rõ ràng, đám người vũ dung thừa cơ tấn công, nhất thời chiến quả nổi bật, như như vậy, mộng cảnh của Phương Nguyên sẽ để cho thiên đình sử dụng, Định nhân thuần mộng cầu chân thể sẽ càng lúc càng nhiều, xem ra, cần phải chân chính phá giải thuần mộng cầu chân thể của đối phương, trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống, đây là nan đề mà hắn không cách nào trốn tránh, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Không phải hắn không muốn vào trận đề phá mà là trong trận đã có chỉ khúc do và đám người vũ dung dưới tình huống mộng đạo khó dùng mà trận không thể nghi ngờ càng cần hắn thêm phương nguyên bắt đầu quấn nhau với đám thuần mộng cầu chân thể này cùng lúc đó hắn truyền tin cho những người khác trước mắt còn có một mấu chốt đó chính là sát chiêu nhân đạo của thiên đình ai có thể xử lý được điểm sáng tàn mạn bốn phía kia không ai nhận lời cuối cùng vẫn là dực hạo phong nhụt trì nói năng lực của nhân đạo nằm ở chỗ gia trì bởi vì đạo ngân nhân đạo không quấy nhiễu đạo ngân lưu phái khác trừ phi sử dụng thủ đoạn nhân đạo nhưng ít nhất phải có cấp độ bắt chuyển mới có khả năng giải quyết dược hạo phong chuyên tù biến hóa đạo đặc biệt am hiểu ra trì người khác bởi vì vã có một sát chiêu chiêu bài có tên là nhân hình biến đã nói là sự thật phương nguyên đành phải từ bỏ chờ mong vào phương diện này nhưng trung hào kiệt không cách nào phá giải phượng tiên thái tử cũng là mồng họa lớn nhưng đám người phương nguyên và vũ dung không muốn tùy tiện bóc trần thân phận người này muốn vây giết một bát chuyển là chuyện rất khó khăn ngược lại chi bằng giả bộ không biết toàn lực phá giải đại trận ngăn cản đại kế thiên đình mới là quan trọng nhất thời gian trôi qua phương nguyên suy tính rốt cuộc đã có tiến triển hắn chịu mạo hiểm thành công bắt lấy một thuần mộng cầu chân thể còn sống tiến hành nghiên cứu đây đúng là thuần mộng cầu chân thể hoàn chỉnh đã được cải tiến triệt đề có thể được xương là tuyệt thể thứ 11. phương nguyên cảm thấy có thu hoạch lớn hắn nhanh chóng cải tiến thuần mộng cầu chân biến nắm giữ kỳ thuật của thiên đình thuần mộng cầu chân thể của hắn lập tức được cải tiến nương theo sự hăng hái của đám người vũ dung và dực hoàng từng đại trận bị công khá vẫn còn sao dược hoàng cao mày sau đại trận này là đại trận khác giống như thiên đình bố trí đại trận vô cùng vô tận ở đây tình huống này khiến đám người vũ dung không khỏi sinh lòng nhụt trí có cái gì đó rất quái lạ tại sao thiên đình lại có thể bố trí nhiều đại trận ở đây như vậy chẳng lẽ là huyền cực tử do dự trì khúc do trầm giọng nói ta hiểu rồi đây chính là trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt. cửu cửu liên hoàn bất tuyệt cái tên này có chút quen tai trong lòng vũ dung cũng cảm thấy không ổn tri khúc do thở dài một tiếng trong truyền thuyết tinh túc tiên tôn tính được kiếp nạn của thiên đình cho nên đã bố trí đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt vô cực ma tôn tấn công thiên đình tiến vào trận này sau khi phá trăm trận mới có thể thoát ra trận này thật ra chỉ có một đại trận siêu cấp hợp lại như từ chín từ trận tổ hợp mà thành điểm kho ở chỗ chúng ta phá vỡ một trận thiên đình có thể từ trung tâm bố trí ra một trận khác chỉ cần tốc độ phá trận của chúng ta kém hơn tốc độ bố trí trận của bọn họ đại trận này sẽ là vô cùng vô tận lời nói của chỉ khúc do giống như một thùng nước lạnh rội xuống đầu chư tiên phải làm sao mới ổn đây đám người vũ dung dược hoàng hơi có chút mờ mịt trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt là do tinh túc tiên tôn bố trí là đại trận đặc biệt chuyên dùng để đối phó vô cực ma tôn căn cứ vào lời đồn năm đó vô cực ma tôn cũng phải phá hết trăm trận mới thoát khốn ra ngoài dựa vào thực lực của bọn họ làm sao có thể đột phá được lại trời này càng khiến người ta mưa nóng bất an hơn chính là bọn họ nhất định phải giành giật từng giây thời gian không chờ người một khi cổ số mệnh được chữa trị triệt để vậy thì không còn hy vọng thắng lợi rồi làm sao bây giờ bách túc thiên quân cao mày nói đây là thủ bút của tinh túc tiên tôn có trách có trách huyền cực tử bừng tỉnh chỉ khúc do so cũng cảm thấy khó xử cho dù là tập trung toàn bộ cổ tiên trận đạo trong thiên hạ chỉ sợ cũng bại nhiều thắng ít huống chi bây giờ thời gian của chúng ta cũng càng lúc càng ít vị đại năng trận đạo này từ lúc khai chiến đến nay đã phát huy được tác dụng sư tuyệt một trong những lãnh tụ của nam liên nhưng hiện tại cũng phải đánh chống lui quân. Vũ Dung bỗng nhiên cười ha ha. Tại sao Minh Chủ lại cười? Chẳng lẽ đã có dự kế phá trận? Chỉ khúc do nghi hoặc hỏi. Vũ Dung lắc đầu. Mặc dù ta không có dự kế phá trận, nhưng ta đã nhìn thấu hư thực của thiên đình. Các vị, không cần phải khẩn trương. Theo ta thấy, chúng ta đã đánh giá quá cao năng quang trước mắt. Vì sao? Các vị không ngẫm lại thử. Lúc trước, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt do so chính tay tinh túc tiên tôn bố trí lại có cổ tiên thiên đỉnh vào trận chống lại vô cực ma tôn. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn được vô cực ma tôn phá trận mà ra. Đã là phá trận, vậy thì đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt này đã bị hủy diệt qua một lần. Trước 2571, Thế Cục một cho dù nội tình thiên đình hùng hậu, chữa trị tất cả tiên cổ, nếu dự định xấu nhất, bây giờ chúng ta đang đối mặt là đại trận hoàn chỉnh, thậm chí còn được cải tiến qua, nhưng cổ tiên chấn thủ không phải tất cả thành viên thiên đình, thậm chí thành viên chân chính của thiên đình cũng không nhiều chiến trường thành đế quân có lệ hoàng thanh dạ chiến trường thiên đình có long công tử vi tiên tử viên quỳnh đô sa vĩ tào nghiêm lần này trung châu bị bốn vực tề công bọn họ thiết lập đại trận cừu cừu cử liên hoàn bất tuyệt ở đây nói ra bọn họ chia binh nhân thủ thừa thớt chỉ có thể bị động phòng ngự hai mắt vũ dung chiếu dáng rạng rỡ nhất thời toàn thân trên dưới tản ra phong thái tự tin tiện luân bày mưu nghĩ kế ông nói tiếp quan trọng nhất bọn họ đã lộ ra bản chất yếu ớt bởi vì lúc trước Trần Y, Bạch Thương Thủy xuất trận đấu với Chư Tiên Nam nên ta, Trần Y suýt bị ta giết chết. Chư vị, nửa đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt thật sự không có gì phá nổi, tại sao Bạch Thương Thủy và Trần Y lại can chịu mạo hiểm chứ? Tất nhiên hai người bọn họ vì để cho hậu phương bố trí cổ trận mới mà kéo dài thời gian. Trước đó chỉ có Nam Liên chúng ta tấn công đã bức bọn họ bí quá hóa liều. Bây giờ Nam Liên và Chư vị Bắc Nguyên Tiên Hữu liên thủ, niệm này rất có triển vọng. Tuy đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt là truyền kỳ, nhưng cũng phải xem ai tấn công, người nào chấn thủ. Đúng vậy, chính là điều này, ha ha, không sai. Việc cấp bách nhất vẫn là gấp rút tấn công, phòng ngự thiên đình cũng không mạnh như vậy, thật ngại quá. Ta đã bị tên tuổi của tinh túc tiên tôn dọa dạ sợ, lời nói của Vũ Dung khiến sĩ khí chư tiên đại chấn, thế công không giảm ngược lại còn tăng, có thêm lạnh thấu xương, Vũ Dung mỉm cười. Nhưng trong lòng lại thầm than, chư tiên ở đây đều là nhân kiệt, nhưng lại bị tên tuổi của đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt hù dạ cũng không phải bọn họ não ngắn mà là áp lực quá lớn băng tắc xuyên đã thông báo tình hình thực tế cho nhiều người ngưng tụ thành một sợi dây thường đến cường công đại trận ý đồ tranh đoạt phần thắng cuối cùng nhưng hành động này vừa có lợi vừa có hại khiến cho các chư tiên đều biết tình thế nguy cấp chỉ cần không chú ý một chút phe mình đại bại thua thiệt nhất định sẽ bị thiên đình phản kích bởi vì đây là trung châu bọn họ không có sát chiêu định tiên dù cho dù có Thiên đình chỉ sợ cũng sẽ có thủ đoạn phản chế tương ứng, cho nên, chư tiên muốn rút lui, nhất định sẽ rất khó khăn. Vì lý do ổn thỏa, đương nhiên nên rút lui bây giờ. Thời gian kéo càng lâu, độ khó rút lui khỏi Trung Châu lại càng cao, cổ tiên Tây Mạc và Đông Hải đoán chừng đã bắt đầu rút lui. Dù sao, hai vực này năng bẻ bảy màng, không giống Nam Cương chúng ta. Còn có Bác Nguyên, có thể ngưng tụ thế lực chính đạo chủ tính chung, bây giờ phải xem xem chúng ta có thể nhanh chóng công phá đại trận đoạt được nhóm đạo ngân thành công cuối cùng không hai vừa nãy còn gửi hy vọng ở thủ đoạn mộng đạo của phương nguyên để đối phó đại trận không nghĩ đến thiên đình cũng nắm giữ thủ đoạn thuần mộng cầu chân thể là bởi vì u hồn ma tôn bị bắt làm tù binh sao cũng không biết bên trong đại trận này rốt cuộc là ai đã ra tay ngăn cản phương nguyên trong lòng vũ dung không ngừng suy đoán tự hỏi đại cục bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt gương mặt phượng cửu ca tái nhật như lại mỉm cười hoàng nhi làm tốt lắm ông quay sang nhìn phượng kim hoàng ý cười tràn ngập Man cản phương nguyên không phải ai khác chính là con gái của phượng cửu ca phượng kim hoàng phượng kim hoàng thải lưỡi cha con gái không dám tranh công có thể điều khiển tiên cổ thúc ra sát chiêu tiền đạo hoàn toàn dựa vào đại trận trợ giúp dù vậy có thể đối kháng phương nguyên phượng kim hoàng ngươi đã lập được công lớn bạch thương thủy nói trần y gật đầu quan sát phượng cửu ca rồi lại nhìn phượng kim hoàng thật có thể nói hồ phụ không xin khuyển nữ phượng cửu ca cứu tính mạng của ông ta phượng kim hoàng lại kinh tài tuyệt diễm như vậy Điều này khiến cho trong lòng Trần Y tràn lập cảm kích và tá thưởng với cha con Phượng Cửu Ca. Thiên đình, một đợt tấn công đã hạ màn kết thúc, hô hấp thô trọng của Long Công dần dần bình ổn lại. Ông ta nhìn qua thất cực hoang đô vết thương chồng chất nhưng vẫn sừng sững không ngã. Bất mãn hử lạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn không phá vỡ được nó, cũng chỉ vì trên người ta có tư thế dựa theo lẽ thường. Long Công dưới sự gia trì của sát chư Long Ngự Thượng Tân, chiến lược tăng mạnh, tuyệt đối có khả năng khắc chế thất cực hoang đồ cho dù chiến trận thượng cổ này có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử nhưng liên lụy long công lại là vết thương trên người ông những tổn thương này chủ yếu là vết thương cũ cách đây không lâu long công cưỡng đạt long cung bị rất nhiều cổ tiên đông hải đánh bị thương nếu không có những thương thế này ta đã có thể phá vỡ thất cực hoang đồ so với tính toán của ta vẫn còn chút kém nhưng qua một khoảng thời gian nữa nó nhất định không thể ngăn cản ta long công hừ lạnh trong lòng trước đó tông hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người nhưng bây giờ đã xuất hiện thất cực hoang đầu, cao thủ chi tranh trước nay chỉ tranh một tuyến mặc dù long công đã có khả năng áp chế thất cực hoang đầu, thay đổi tình thế bị động ban đầu nhưng lại không có đầy đủ ưu thế để phá hủy nó sau một trận cường thế bộc phát thế công long công yếu bớt bắt đầu du đấu đám người băng tắc xuyên thở dài một hơi long công mang đến cho bọn họ áp lực quá lớn chương hai nghìn năm cục hai còn ánh mắt của đám người từ vi tiên tử thì phức tạp càng lúc càng nhiều thành viên thiên đình biết thời gian của long công thật ra không nhiều lắm ông đang bộc phát chút huy hoàng sau cùng của sinh mệnh giống như một khắc khói lửa bùng lên sau đó thiên đình sẽ mất đi vị đại năng truyền kỳ này bỗng tử vi tiên tử nhận được truyền âm của long công tử vi tiên tử bây giờ tình huống như thế nào rồi tử vi tiên tử vội trả lời thành đế quân đã bị phá phàn nhân tử thương thảm trọng lệ hoàng thanh dạ đều đa chạy đến chiến trường phúc địa bất bại bên phía tàng long quật cổ tiên bát truyền đông hải đang kịch chiến khi thế hừng hực long công lẩm bẩm vài câu tiếp theo nói với tử vi tiên tử rất tốt ta không nhìn nhầm ngươi tử vi dựa vào việc ngươi bài binh bố trận ba đại chiến trường đều được giữ vững chiến trường thành đế quân là xuất hiện thiên tai ngoài ý muốn cũng không phải lỗi ngươi sơ xuất long công không tiếc lời tán thưởng tử vi tiên tử ông biết tuy mình danh tiếng vô lượng nhưng tất cả đều dựa vào đại năng trí đạo tử vi tiên tử tọa trấn hậu phương tử vi tiên tử lại càng thêm kính nể long công thành khẩn nói tất cả đều nhờ vào việc long công đại nhân ngài đạt được long cung ai có thể nghĩ đến bên trong long cung lại có được tiên cổ mộng đạo bát triển như mộng lệnh giúp cho long cung có thể nô dịch cổ tiên bát triển có đám người trưng âm ở đó đã hóa giải việc binh lực không đủ của chúng ta càng bởi vì long công đại nhân không tiếp bản thân chịu trọng thương che giấu thân phận đám người trương âm dung bà lúc này mới giúp cho chúng ta tính toán cổ tiên đông hải thành công bằng không để cho cổ tiên đông hải truyền đến một trong ba chiến trường phiên phức sẽ rất lớn long công nói đúng vậy nhưng mộng lệnh tồn tại cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn ông không khỏi nhớ lại tình huống chiến đấu ở đông hải lúc trước bốn người trương âm đồng loạt xuất hiện khiến cho long công cảm thấy ngoài ý muốn dù sao bốn người này không phải tán tu thì cũng là ma tiên cấp độ bát triển tâm cao khí ngạo bình thường không ra ngoài giao tiếp quan hệ cũng không thân cận nhưng bây giờ lại liên hợp hành động càng khiến long công hoài nghi hơn là sau cuộc chiến bốn cổ tiên trương âm trong chiến đấu lại tin tưởng nhau cực kỳ chân chính khiến cho Long Công khẳng định hoài nghi chính là sau khi Long Công đánh bại bốn người này, bọn họ đã quay lại, không tiếp tục truy kích tiên cổ phòng Long Cung, ngược lại lưu lại vây công Long Công. Nếu bọn họ có tư lợi, chân chính muốn Long Cung, sao có thể tấn công mà không có kết quả ở lại đối phó Long Công chứ? Nếu là quan hệ bình thường, chiến lực của Long Công như vậy, bốn người này chắc chắn sẽ đuổi theo Long Cung không bỏ, dù sao Long Cung bay đi. Khi thế kinh người cổ tiên bát truyền đông hải vẫn còn những người khác ở đây đối phó với long công nói chính xác hơn là tranh thủ thời gian cho long cung lúc đó long công đã mơ hồ đoán được bốn vị cổ tiên này có quan hệ với long cung cho đến khi ông cưỡng đoạt được long cung trong nháy mắt luyện hóa tông đã khẳng định được phỏng đoán của mình bởi vì đã sớm chuẩn bị cho nên ông không để đám người trương âm bại lộ nếu bại lộ cũng chưa chắc đấu lại được cổ tiên đông hải chuyện quan trọng nhất bây giờ của thiên đình vẫn là chữa trị cổ số mệnh cho hoàn chỉnh suy nghĩ một chút long công căn dặn từ vi tiên tử bên phía tàng long quật vẫn phải chú ý không thể chủ quan bức tường ngăn giới biến mất năm vực hoàn toàn hợp nhất sắp phát sinh đến lúc đó địa mạch năm vực hợp nhất bởi vì đại chiến lần này tâm trạng kích động giúp cho chiến lực của đế tàng sinh tăng lên một cấp độ kinh khủng ngay cả ta cũng khó phân cao thấp đối với đế tàng sinh long công đương nhiên hiểu nhiều hơn từ vi tiên tử từ vi tiên tử lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của long công chiến cuộc hiện tại có thể nói là từ từ bình ổn, phúc địa bất bại, thiên đình. Tàng Long Quật đều nằm trong sự khống chế của thiên đình, trên trường phúc địa bất bại, lệ hoàng, thanh dạ và một số tiên cổ phòng đang chạy đến, biến cố duy nhất nằm ở chiến trường Tàng Long Quật, Long Cung cũng không quá lo lắng Long Cung đổi chủ, ông đặt Long Cung ở đó. Bản thân là một cái bẫy, khi thiết kế ra Long Cung đã có quy định chỉ có Long Nhân mới có thể khống chế, muốn vòng qua điểm này, hoàn toàn không có khả năng, trừ phi là phá hủy Long Cung, thủ đoạn bình thường không có hiệu quả, Long Công lo lắng chính là Long Cung bất ổn, giải phóng đế tàng sinh, đế tàng sinh hận Long Công, hận thiên đình vô cùng, bây giờ thực lực nó tăng vọt, tất nhiên sẽ trắng trợn trả thù, Long Công không còn sống bao lâu nữa. Nhưng đế tàng sinh là bất tử, một khi chiến lực tuyệt cường này bị đám người phương nguyên lợi dụng, phiền phức sẽ rất lớn, chiến trường phúc địa bất bại, do lúc như trụ trời cuốn lên cơn gió vô biên nhìn ép đại trận thiên đình. Phượng Tiên Thái tử và ba thập bát lưu thủ bên ngoài đều nhìn chằm chằm về phía giao giới trời và đất, ở đó, hai luồng ánh sáng cầu vồng đang vạch phá bầu trời sau đó xuất hiện bóng của hai cổ tiên bát chuyển. là lệ hoàng và thanh dạ chạy đến rốt cuộc cũng đến rồi không sai vẫn còn chưa muộn lệ hoàng và thanh dạ cùng nhau giết đến tạc tử phương nguyên rốt cuộc đang ở đâu ánh mắt lệ hoàng lóe lên ánh lửa màu đỏ căng. không ngừng điều tra ông ta tràn lập oán nhiệm đối với phương nguyên trước đó phương nguyên rút lui đã cố ý chọn hướng ngược lại phúc địa bất bại thu hút truy binh lệ hoàng đến chỗ rất xa sau đó Phương Nguyên tìm được thời cơ sử dụng sát chiêu Đạo Thiên Đánh Phúc Địa Bất Bại, ngạt đám người lệ hoàng ra khỏi đầu. Chương 2573, đại trận ngũ giới 1. Thiên Đình Trung Châu không có khả năng có phong hỏa đài, Lê Hoàng và Thanh Dạ đành phải không ngại cực khổ, một lần nữa chạy đến Phúc Địa Bất Bại, hẳn là đã vào trận rồi. Thanh Dạ đáp lại, ánh mắt của ông ta quét qua đại trận, sau đó nhìn chằm chằm vào Vô Hạn Phong, sát chiêu này rất mạnh, uy hiếp cực lớn đối với đại trận của ta, phải ưu tiên diệt trừ. Vũ Dung có sát chiêu này, còn có Tống Hữu Phong nếu có thể, lần này lấy luôn tính mạng của ông ta. Nếu để ông ta trở lại Nam Cương, nhất định là họa lớn trong lòng thiên đình. Sau khi lệ hoàng, thanh dạ nhanh chóng thương thảo, liền đổi hướng, lao thẳng đến sát chiêu vô hạn phong. Phượng tiên thái tử và ba thập bát đã nhìn thấy, liền chạy đến, đi. Phượng tiên thái tử khẽ quát một tiếng, phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt bay ra mấy trăm đống lửa. Ngươi dùng lửa để công ta, bồn cười, lệ hoàng cười nhạo một tiếng, không tránh không né. Dương mãng bối hỏa y cháy hừng ngực, hỏa diễm của phượng tiên thái tử bắn đến trên người lệ hoàng không hề mang đến cho lệ hoàng bất kỳ tổn thương nào ngược lại còn tăng thêm uy thế cho dương mãng bối hỏa y phượng tiên thái tử mặt không đổi sắc nhắm ngay lệ hoàng điểm một ngón tay ngủ ngọn lửa trên người lệ hoàng đột nhiên biến thành màu tím màu tím thẩm thấu đến dương mãng bối hỏa y màu đỏ cam của lệ hoàng không ngừng tan rã sát chiêu phòng ngự của lệ hoàng sắc mặt lệ hoàng lập tức thay đổi phượng tiên thái tử dường như không muốn cho ông ta có thời gian ứng đối phi thân nhào đến hai người giao thủ trên không trung đánh đến liệt diễm hừng hực thiêu đốt thiên địa nhiệt độ trong chiến trường không ngừng kéo lên ba thập bát nhìn phượng tiên thái tử chiến đấu thầm nghĩ ồ cái tên phượng tiên thái tử này còn diễn trò giấu thật sâu đêm phía phương nguyên vẫn còn để phượng tiên thái tử và ba thập bát đóng giữ mài trận thân phận của phượng tiên thái tử ba thập bát đã sớm thông qua vũ dung biết được chỉ là tạm thời kiềm chế không phát như vũ dung phương nguyên đã quyết không đến thời khắc quan trọng thì không nên bại lộ thân phận của phượng tiên thái tử trên thực tế nếu có khả năng thiên đình cũng sẽ nguyện hy sinh cũng phải che giấu thân phận của phượng tiên thái tử trong loạn chiến năm vực tương lai rất có thể sẽ phát huy tác dụng lớn hơn phượng tiên thái tử lệ hoàng đều là bát triển viêm đạo hai người đánh nhau từ trên trời xuống dưới đất từ dưới đất lên trên trời đốt đỏ thương khung dòng sông khô cạn đại địa dạ nứt mây trắng bốc hơi rất nhiều sinh linh vội vã chạy trốn ba thập bát và thanh dạ thì người tu hành luật đạo người tu hành ám đạo tuy hai người không giao thủ đến khí thế bàng bạc như lệ hoàng và phượng tiên thái tử nhưng càng thêm hún hiểm và tàn nhẫn lệ hoàng đương nhiên biết thân phận của phượng tiên thái tử hai bên đánh nhau động tĩnh có lớn cũng chỉ là diễn kịch ba thập bát và thanh dạ lại là cừu địch chân chính ba thập bát liên tục rít lên từng luồng huyền quang giống như đao kiếm hoặc chặt hoặc đâm đánh vào trên người thanh dạ ba kích bốn kích năm kích tuy năng của mỗi một đạo huyền quang đều giống nhau nhưng khi đánh vào người thanh dạ tổn thương liên tiếp tăng vọt đây là thuật liên kích mà ba thập bát đã khổ tu cả đời sát chiêu luật đạo phụ trợ này có thể khiến cho uy lực sát chiêu tiên đạo nào đó được tăng lên điều kiện tiên quyết là ba thập bát vẫn luôn sử dụng sát chiêu này từ đầu đến cuối không sử dụng thủ đoạn khác thanh dạ bị đánh đến liên tục bại lui chắn đổ đầy mồ hôi không thể để cho ông ta liên kích mãi được một khi tích lũy đến 18 liên kích thủ đoạn phòng ngự của ta sẽ không cách nào ngăn cản thanh dạ thôi động sát chiêu tiên đạo thân hình tan dã, hóa thành một màn đêm trên bầu trời giống như dội xuống một đống nước mực không ngừng khuếch tán ba thập bát nhìn thấy không khỏi do dự đây chỉ sợ là sát chiêu chiêu bài của thanh dạ đại dạ di thiên tin tức tình báo về hai bên rất chính xác ba thập bát và thanh dạ đều có sự hiểu biết về nhau nhất định đại dạ di thiên chính là sát chiêu chiến trường tiên đạo nhưng khẽ đặc biệt trên trường tiên đạo bình thường đều phải ấp ủ một lát mới thành hình nhưng đại dạ di thiên thì khác nó không ngừng khuếch trương phạm vi dần dần biến lớn che lý thiết một chiêu này là không có cực hạn chỉ cần cho thanh dạ đầy đủ thời gian tông ta thậm chí có thể khuếch tán toàn bộ sát chiêu chiến trường tiên đạo này đến cả bạch thiên ba thập bát bay ngược về đằng sau ông ta suy nghĩ một lát lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn đại dạ di thiên chính là chiến trường tiên đạo nếu ba thập bát giết vào luật đạo sẽ bị hoàn cảnh ám đạo suy yếu đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là phượng tiên thái tử ba thập bát biết phượng tiên thái tử là nội gian nếu ông tiến vào chiến trường tiên đạo bên ngoài sẽ không nhìn thấy những gì phát sinh trong chiến trường thiên đình có thể sẽ lôi cả lệ hoàng và phụ tiên thái tử vào trong sát chiêu le lén đối phó ba thập bát đến lúc đó ba thập bát sẽ là một địch ba sẽ rất nguy hiểm hai cặp cổ tiên bát chuyển rơi vào răng co ngắn ngủi một lát sau trên trời xuất hiện một số tiên cổ phòng trong số đó có hàn ly trang và phong mãn lâu những tiên cổ phòng này vốn bảo vệ thành đế quân bây giờ chiến sự ở đó đã xong tiên cổ phòng đã chở rất nhiều cổ tiên đến trợ giúp hàn ly trang trùng sát đằng trước nhất trung quanh trang viên bỗng nhiên xuất hiện quang ảnh màu lam nhạt quang ảnh ngưng tụ thành hình rồng là trường long không có rừng ly long quang ảnh ly long màu lam nhạt bỗng nhiên mở cái miệng rộng phun ra vô số mưa đá đánh về phía ba thập bát chương 2574, đại trận ngũ giới hai tốc độ ba thập bát lập tức bị trì hoãn ông ta hừ lạnh một tiếng bỏ qua thanh dạ thi triển sát chiêu oanh kích hàn ly trang rầm 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 hàn ly trang không ngừng bị đánh chấn động đến góc tường dạn nứt, ngói bay từ tung chật vật chống cự Quang ảnh ly long lam nhạt thứ hai được ngưng tụ tập trung với quang ảnh thứ nhất vây quanh Hàn Ly Trang, Hàn Ly Trang nhờ thế mà phòng ngự được tăng lên. Đồng thời quang ảnh ly long màu lam nhạt mở cái miệng rộng phun ra từng lùng huyền quang vỡ vụn. Tiên cổ phòng này có năng lực loại bỏ tổn thương do sát chiêu của ta gây nên. Sắc mặt ba thập bát trầm xuống, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cách nào phá hủy được tiên cổ phòng này. Nếu cứ tiếp tục bị dây dưa, tông ta sẽ bị sát chiêu đại dạ di thiên bao lại. vì thế, tông đã sáng suốt lui về phía sau tiếp tục kéo dài khoảng cách. Lúc này, Phong Mãn Lâu cũng đã giết vào chiến trường, nó không hiệp trợ thanh dạ hoặc lệ hỏa, mà trực tiếp lao thẳng vào bên trong sát chiêu vô hạn phong. Gió tốt, gió tốt, hãy cho ta chút thời gian, ta có thể khiến ngươi làm việc cho ta. Lâu chủ Phong Mãn Lâu cười ha hả, dưới sự can thiệp của Phong Mãn Lâu, uy thế của vô hạn phong dần dần giảm xuống, từng to tiên cổ phòng gia nhập chiến trường, bên phía phương nguyên càng lúc càng nguy cấp, cố chịu đựng, chúng ta đến đây, trong thời khắc mấu chốt, đại trận thiên đình bỗng nhiên nổ tung vài lỗ thủng một số tiên cổ phòng bắn ra có tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong của nam cương thái vũ tự hải giác các vô định phủ còn có chỉ ấn kiều viên ma đường và thiếu dương lâu của bắc nguyên có bảy tiên cổ phòng trợ giúp ba thập bát chợt cảm thấy áp lực giảm xuống sau phương hỗn chiến tiên cổ phòng tung hoành sát chưa đụng nhau cứ một lần là nổ ra quang ảnh khói lửa lộng lẫy nhất thời chiến trường bên ngoài lại rơi vào rằng co trong đại trận sắc mặt đám người vũ dung hơi trầm xuống mặc dù bọn họ đã kịp thời nổ tung đại trận tạo thành những lỗ thủng tạm thời ổn định lại thế cục bên ngoài nhưng át chủ bài trong tay đám người vũ dung cũng đã sớm sử dụng hết cục diện càng lúc càng bất lợi phượng tiên thái tử là một phiền toái chiến trường thiên đình cũng không thể trông cậy tất cả đều nằm ở chỗ đám người phương nguyên có nhanh chóng pha trận được hay không chiếu trao tốc độ trước mắt của chúng ta cơ hồ thắng càng thêm xa so vời phương nguyên thở dài lại dò hỏi chân truyền ngũ giới của đào chú có thể nhằm vào đại trận này được không lúc trước Hàn cố ý bố cục ở núi ngũ giới hại một đám cổ tiên Nam Cương và Thiên Đình. Kết quả trong cuộc đại chiến, Vô Dung bởi vì phá hủy toàn bộ rãnh núi ngũ giới, ngoài ý muốn dẫn xuất ý chí đào trú, đạt được thời cơ kế thừa chân truyền ngũ giới. Lúc đó, Phương Nguyên không thể không rút lui. Chân truyền ngũ giới rơi vào trong tay chư tiên Nam Cương. Dựa theo chi tính của Phương Nguyên, chân truyền ngũ giới có thể mô phỏng ra bức tường ngăn giới năm vực. Bên trong bức tường ngăn giới, cổ tiên sẽ phải chịu áp chế thi triển bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào cũng sẽ là phản phệ mặc kệ là tiên cổ phòng hay là đại trận tiên đạo trên bản chất đều là sát chiêu tiên đạo phương nguyên suy nghĩ đều có thể mượn nhiều thủ đoạn bên trong chân truyền ngũ giới đối phó đại trận của thiên đình có lẽ có thể có hiệu quả vũ dung và chỉ khúc do liếc nhìn nhau vũ dung nói là ta thu được chân truyền ngũ giới bên trong chân truyền đích thật có thủ đoạn tạo thành bức tường ngăn giới nam vực chỉ là chỉ khúc do nói tiếp nhưng thủ đoạn này cần lợi dụng địa mạch bố trí ra đại trận mới có thể thi hành rất tốn công lại vô cùng phiền phức. Năm đó, Đào Chu có thể tạo thành dãy núi ngũ giới chính là mượn nhờ địa mạch, sau đó lợi dụng đại trận, sau khi Phương Nguyên rút khỏi chiến trường, Vũ Dung thu được chân truyền ngũ giới, đã phát hiện ra tinh túi chủ yếu nhất chính là đại trận ngũ giới, Vũ gia không am hiểu phương diện trận đạo, Vũ Dung liền hợp tác với Chỉ Khúc Do, vì thế Chỉ Khúc Do đã sớm biết ảo diệu của đại trận ngũ giới, chẳng lẽ phải dựa vào địa mạch mới có thể bố trí ra đại trận ngũ giới sao? Phương Nguyên cao mày, hoàn đã. Ta nghe nói cách đây không lâu, cổ tiên hầu gia đã từng thu được một con tiên cổ địa mạch hoang dã bên trong cống ngầm đúng không nếu có con tiên cổ này phải chăng có thể thay thế địa mạch chư tiên nghe xong lập tức chấn động tinh thần vũ dung và trí khúc do lại liếc nhìn nhau đồng thời cảm thán sự nhanh nhẹn của phương nguyên trí khúc do lắc đầu thật không dám giấu ta đã sớm giao dịch với hầu gia đổi lấy tiên cổ địa mạch chỉ là muốn sử dụng tiên cổ địa mạch thay thế tác dụng địa mạch tất nhiên sẽ phải tiến hành cải tiến đại trận ngũ giới mặc dù ta vẫn luôn cố gắng tiên triển không nhỏ nhưng còn cách thành công rất dài. Cổ tiên cải tiến một sát chiêu tiên đạo thường phải lấy năm làm đơn vị đo lường, mặc dù chỉ khúc do có cảnh giới trận đạo cao siêu, nhưng thủ đoạn trí đạo lại không đủ, cho nên, tuy có tiến triển nhưng lại không nhiều, tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, đại trận ngũ giới chính là thời cơ phá trận của chúng ta, một mình chỉ khúc do ngươi thì không thành, nhưng bây giờ có ta và Huyền Cực Tử, không ngại thử một lần đi, chiến trường phúc địa bất bại, bọn họ đang làm gì vậy? Trần Y là người phát hiện đầu tiên hành động lạ của đám người Phương Nguyên, sắc mặt phượng cửu ca vẫn tái nhật như cũ ông dò xét một lần không khỏi cao mày bọn họ đang bày trận trận trong trận bạch thương thủy hừ lạnh một tiếng cái này không khỏi quá xem thường ta rồi chương 2575, kiếp vận đàn phản kích một bày trận trong trận độ khó cực cao nhất là bày trận trong đại trận của kẻ địch khó càng thêm khó khác với tiên cổ phòng khác tiên trận bình thường đều có yêu cầu đối với hoàn cảnh chung quanh đạo ngân thiên nhiên chung quanh sẽ ảnh hưởng đến tiên trận rất nhiều thiên đình đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn đám người phương nguyên được như ý nguyện lập tức thôi động đại trận tầng tầng lớp lớp thế công giống như thủy triều liên miên bất tuyệt nhào về phía đại trận mới trải nằm mơ có chúng ta ở đây các người cứ yên tâm bày trận đám người vũ dung Dực hoàng đứng bốn phía trận cơ cùng nhau ra tay ngăn cản thế công của thiên đình bên trong trận cơ chỉ khúc do huyền cực tử và phương nguyên đều đồng loạt ra tay đen chóng bày trận 360 cổ hòa nha đã hoàn thành huyền cực tử lau mồ hôi trên trán Cổ đơn đao ngũ chuyển còn thiếu 40 cái nữa, khi nào thì đưa đến? Chỉ khúc do lập tức kêu lên. Liên lạc từng cổ tiên. Bảo Hoàng Thiên trở thành con đường vận chuyển có lợi nhất, cơ thể Phương Nguyên hơi chấn động một chút, tiên cổ trong tay giống như trận bão rơi xuống, sau mấy hơi thở, hắn thở ra một hơi, dừng lại động tác, tiên cổ thiểm liên lục chuyển đã bố trí thỏa đáng, chỉ khúc do. Huyền Cực từ liếc mắt nhìn hắn, có có thể tin. Tạo nghị trí đạo của Phương Nguyên lại hùng hậu như vậy, không chỉ trong thời gian ngắn có thể suy tính ra cải tiến đại trận ngũ giới hoàn toàn mới ma thủ pháp trải tiên trận lại trôi chảy như thế cảnh giới trận đạo của phương nguyên là tông sư mặc dù không bằng trí khúc do và huyền cực tử nhưng kinh nghiệm lại vô cùng phong phú cô trận tiên đạo gặp mặt từng quen biết trên trận thượng cổ tứ thông bát đạt tiên trận long lân hải thực cô trận bàn tơ trận huyết hồng tiên nguyên trận thay cổ nơn thú điếu lai trận quang âm tiết hồng trục lưu trận là ý phong thiên cùng với niên hoa trì bản chất cũng là tiên trận đều do một tay hắn bố trí đi thế bây giờ bố trí đại trận ngũ giới mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhưng hắn không hề luống cuống thủ pháp thuần thục nếu chỉ có một mình ta bày trận thời gian sẽ kéo dài nhưng hiện tại đã có trì khúc do huyền cực tử liên thủ nhất định có thể nhanh chóng bố trí ra được đại trận ngũ giới nhanh 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 phương nguyên vô cùng tập trung giành giật từng giây chiến trường thiên đình đám người lệ hoàng thanh dạ đã đến phúc địa bất bại sát chiêu vô hạn phong của vũ dung đã bị phong mãn lâu áp chế thân phận phượng tiên thái tử vẫn chưa bại lộ nhưng đám người phương nguyên đã bắt đầu bố trí trận trong trận ý đồ không rõ mài ra viện binh phe ta sắp đến chiến trường tàng long quật từ vi tiên tử kịp thời thông báo cho long công biết long công vừa tác chiến vừa đáp lại mặc dù thân phận phượng tiên thái tử vẫn chưa bại lộ nhưng cũng không loại trừ phương nguyên biết nhưng giấu không báo điểm này cần phải chú ý bảo đám người trần y quan sát tình huống tùy thời tiếp ứng phượng tiên thái tử từ vi tiên tử vâng biết cục diện vẫn nằm trong sự khống chế của phe mình long công kềm chế tinh thần một lần nữa tập trung tinh lực nhìn thất cực hoang đô đã đến lúc rồi long công nắm chặt long chảo cảm nhận được sức mạnh bành trướng như nước thủy triều trong cơ thể sát chiêu tiền đạo long ngự thượng tân sau khi thi triển sát chiêu này tuổi thọ cũng chỉ giảm mà không tăng nhưng cùng lúc long công sẽ thu hoạch được chiến lược ngày càng mạnh chỉ trong một giây lát ngắn ngủi chiến lược long công đột nhiên tăng mạnh đạt đến mức độ khiến người ta kinh hãi giống một tiếng rồng ngâm khi kinh hình từ kim long phun trào ra oanh tất cực hoang đô hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ thấy thân ảnh long công bỗng nhiên biến mất giữa không trung sau đó thân hình giống như lưu tinh dùng cự lực không gì so sánh nổi vật đến hoàn toàn không cách nào ngăn cản tất cực hoang đô bay ra ngoài sau đó nện thật mạnh vào khí tường trên người cự nhân vỡ ra vô số khe hở đáng chết tốc độ của ông ta lại nhanh như cũ sát chiêu điều tra của chúng ta đã bị Long Công triệt tiêu. Hoàn toàn không cách nào nắm giữ tung tích của ông ta. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ rất bị động. Mới được bao lâu chứ? Chiến lực của Long Công đã bắt đầu nguyên ép chúng ta. Đã như vậy, vậy thì dùng công thay thủ, không ngừng thôi động sát chiêu oanh kích bốn phía. Lúc nào cũng có thể đánh tới người Long Công. Bảy vị cổ tiên nhanh chóng giao lưu, thất cực hoang đô ngẩng đầu, muốn bước vào chiến trường lần nữa. Bóng Long Công bỗng nhiên xuất hiện trên đầu cự nhân, còn muốn đứng lên long công nhai răng cười thể phách khỏe mạnh long chảo phải bỗng nhiên vỗ xuống oanh so sánh với thất cực hoang đồ long chảo nhỏ bé như kiến nhưng lại mang đến tổn thương cực lớn cho thất cực hoang đồ khí lãng tuôn ra đầu cự nhân thất cực hoang đồ bị đập nát cự nhân không đầu bị sức mạnh khổng lồ hung hăng chấn áp ném xuống đất tạo thành một cái hố sâu nhất thời mụi mù cuồn cuộn đất đá tung tóa a long công lơ lửng trên không trung chậm rãi thu hồi móng phải miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn sức mạnh hoàn toàn mới một lần nữa như nước vọt khắp toàn thân kích thích cơ bắp long công to hơn mấy phần xương cốt toàn thân nhanh chóng sinh trưởng vảy rồng trở nên cứng cáp hơn dương rồng chẳng khác gì vương miện càng lúc càng dữ tợ từng cây vai nhọn kéo dài bốn phía cả người long công lớn hơn một phòng sớm vượt qua độ cao của người bình thường một phàm cổ phòng chỉ cao đến thắt lưng ông ta mái tóc dài màu tím vốn mềm mại rủ xuống bên hông bây giờ lại trở nên cứng như dâm rủ xuống dưới chân của ông từng luồng điện quang từ kim lấp lóe giữa những sợi tóc sau lưng ông đôi rồng trở nên thon dài trước kia dài chưa đến một triệu bây giờ kéo dài mấy triệu chương 2576 năm trăm tiếp phận đàn phản kích hai long cong chết đi cho ta một cổ tiên bát chuyển bác nguyên bỗng nhiên xuất hiện phía sau long công sắt chưa ấp của hồi lâu đánh xuống phía sau lưng ông múc chỉ trong khoảnh khắc đôi rồng sau lưng long công hất lên quất bay vị cổ tiên bác nguyên đánh lấy ra ngoài phốc cổ tiên bác nguyên phun ra máu tươi xương sống lập tức bị đánh vãi Mũ tạng lục phủ lệch vị trí chỗ chết người chính là sát chiêu tiên đạo phản phệ lâm vào trạng thái sắp chết sau một khắc lại có ba vị cổ tiên bắc nguyên đồng thời ra tay ba sát chiêu lần lượt đánh vào người long công chúng đích nhưng sau một khắc vẻ mừng rỡ trên gương mặt ba vị cổ tiên bắc nguyên trở nên cứng đờ bội ngù biến mất long công sừng dưỡng không ngã vậy từ kim đã bao trùm toàn da thịt của ông Lé lên ánh sáng kim loại một chút vết thương cũng không có cái này ba người chúng ta rõ ràng đã tính toán kỹ ba chiêu này phối hợp lẫn nhau Nguy năng tăng lên đây là phòng ngự cỡ nào chứ ba vị cổ tiên bắc nguyên chấn kinh đồng thời cảm thấy không ổn vội vàng lui nhanh các ngươi đang lãi ngứa cho ta à long công chậm rãi xoay người sang chỗ khác long đồng nhìn chằm chằm ba vị cổ tiên bắc nguyên trong lòng ba vị cổ tiên lập tức nổi lên báo động giống như có ngọn núi đè xuống cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến bọn họ muốn ngạt thở long công chạy đâu đối thủ của ngươi là chúng ta thất cực hoang đô nhận được cơ hội thở dốc một lần nữa đứng dậy đầu vừa bị đánh nổ đã khôi phục hơn phân nửa cô bác đầu thất tiên các ngươi không cách nào ngăn cản được ta đâu long công cười lạnh liếc nhìn thất cực hoang đô ánh mắt tập trung vào kiếp vận đàn sát chiêu tiền hữu của nhân của hồng liên ma tôn đã rơi xuống kiếp vận đàn chỉ cần không ngừng miệng như điên vào kiếp vận đàn tạo thành tổn thương nhất định sát chiêu tiền hữu của nhân nhất định sẽ sụp đổ tiêu tán không có đám cường giả trong lịch sử bắc nguyên quấy nhiễu thành viên thiên đình người đông thế mạnh trường sinh thiên sẽ không có sức hoàn thủ bên trong kiếp phận đàn chán băng tắc xuyên đổ đầy mồ hôi thật đáng ghét cô số mệnh lại được chữa trị thêm một chút cư giả bác nguyên do sát chiêu tiền hữu của nhân hình thành sức chiến đấu đã chật một mảng lớn trái lại thành viên thiên đình lại được sát chiêu tiên đạo nhân đạo tăng phúc quan trọng là long công không cách nào man cản chiến lực của ông tàn đã vượt qua giới hạn bát chuyển cho dù sát chiêu nhân đạo không hề có ích cho ông ta đang tự hỏi long công bên kia đã đánh ngã thất cực hoang đầu sau khi thoát khỏi dây dưa long công thẳng hướng kiếp vận đàn phù băng tắc xuyên thở ra một hơi ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định đánh cược lần cuối vào thời khắc này oanh kiếp vận đàn bỗng nhiên bắn ra cường quang mãnh liệt giống như mặt trời không thể nhìn gần tất cả cổ tiên trong chiến trường đều không thể không nhắm hai mắt lại cho dù là long công cũng phải nhau mắt thành một đường thẳng trong lòng ông ta cảm thấy nghi hoặc băng tắc xuyên điên cuồng thôi động thủ đoạn kiếp vận đàn không sợ quấy nhiễu đến sát chưa tiền hữu của nhân sao sát chiêu tiền hữu của nhân trước đó là ký thác vào kiếp vận đàn thủ đoạn trụ đạo này và sát chiêu trụ đạo cản tay nhau kiếp vận đàn vì bảo vệ sát chiêu tiền hữu của nhân vẫn không thi triển dự dụng uy năng của mình bây giờ băng tác xin bỗng nhiên thôi động khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn cường quang vận đạo tạm thời ngăn cản tất cả mọi người qua huy bên trong kiếp vận đàn giống như mãnh thú được giải thoát khỏi chân ác hung hăng va chạm đại trận luyện đạo mau ngăn ông ta lại tử vi tiên tử kinh hô sao long công kinh ngạc phát hiện Sát chiêu tiền hữu cổ nhân vẫn đang vận chuyển như cũ, hư ảnh dòng sông thời gian đã khắc ấn vào chiến trường, mặc dù đã tiêu tán, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên có thể tiếp tục duy trì một khoảng thời gian dài nữa. Hồng Liên nhất thời, Long Công vừa sợ vừa giận, ông ý thức được mình đã rơi vào tính toán của Hồng Liên Ma Tôn. Ông hiểu rất rõ sát chiêu tiền hữu cổ nhân bắt nguồn từ việc ứng đối sát chiêu hậu hữu lai giả lúc trước, ông chiến đấu với Hồng Liên Ma Tôn oanh kích Hồng Liên mấy lần sau đó phá hư sắt chiêu hậu hữu lai giả sư phủ hào thủ đoạn lại có thể nhìn ra sơ hở của chiêu này trong trí nhớ khóe miệng hồng liên ma tôn chảy máu nhưng vẫn mỉm cười hai mắt chiếu sáng nhiệt đồ này nó chính là cố ý còn có băng tắc xuyên âm hiểm xảo trá rõ ràng có thể tự do hành động như lại nhẫn lại không phát lửa giận phát ra trong lòng long công cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột ngay cả ông ta cũng không ngăn cản kịp kiếp phận đàn áp ủ đã lâu bỗng nhiên bộc phát tuy thế dạng người thành viên thiên đình dưới sự tăng phúc của sát chiêu nhân trung hào kiệt đè ép chư tiên bắc nguyên bất chi bất xác phòng tuyến nghiêm mật đã trở nên lỏng lẻo nhìn thấy kiếp vận đàn va chạm đến một số thành viên thiên đình không tránh không náy thôi động sát chiêu tiên đạo nhưng dưới cường quang vận đạo thần lớn sát chiêu bọn họ thúc giục đều thất bại rất nhiều cổ tiên thiên đình bị phản phệ mặc dù chỉ có một số sát chiêu thôi động thành công đánh vào bên trên kiếp vận đàn nhưng hoàn toàn không cách nào dao động được kiếp vận đàn kiếp vận đàn một đường va chạm đâm đám thành viên thiên đình đến xương rãy thịt bong sau đó giống như lưu tinh rơi xuống đâm vào đại trận luyện đạo oanh đại trận luyện đạo bị thương nặng vỡ vụn hơn phân nửa đỉnh tháp giám thiên đã lộ ra chương 2577, cử dương vĩ đại một mịch viên quỳnh đô vẫn luôn chủ trì công việc chữa trị hai mắt ông đột nhiên tối đen ngã quỵ ngay tại chỗ bản thân ông đã có thương thế đại trận luyện đạo bị phá dư ba ảnh hưởng lập tức rơi vào hôn mê không có ông ra tay mặc dù đạo ngân thành công vẫn được vận chuyển lác đác đến nhưng chưa chỉ cổ số mệnh đã dừng lại bị liên lụi còn có tòng nghiêm vị cổ tiên bát truyền thiên đình này vốn đang liên thủ với sa vĩ chống cự lại cổ tiên bắc nguyên như ma và ngũ hành đại pháp sư ngư ma và ngũ hành đại pháp sư liên thủ cường công cổ trận luyện đạo nhưng nghiêm tòng đã sớm chuẩn bị lánh vác tất cả tổn thất bọn họ gây ra cho đại trận luyện đạo lên người mình hiện tại kiếp vận đàn đã hủy đi một nửa đại trận tổn thương này khiến cho tòng nghiêm phải chịu đựng rất lớn hai mắt tòng nghiêm nổi đom đóm thất khiếu phun máu. Thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may trong thời khắc màu cốt, Sa Vĩ đã kịp thời hỗ trợ, bảo vệ ông sau lưng, ngươi sao rồi? Sa Vĩ vừa ngăn cản ngũ hành đại pháp sư và ngũ hành đại pháp sư liên thủ tấn công vừa lò lên, không sao, còn chưa chết. Nói xong, Tòng Nghiêm lại phun ra một ngụm máu, mau đi trợ giúp bọn họ, ai sẽ tổ kiến đại trận luyện đạo, chớ trị cổ số mệnh luôn là viên quỳnh đô chủ trì, người ngoài trong lúc cấp thiết khó mà tiếp nhận, vẫn nên cứu ông ấy tỉnh lại, cường quang vận đạo tiêu tán tất cả cổ tiên thiên đình giống như điên mười giết trở về lại không triệt để đâm cháy bên trong kiếp vận đàn ánh mắt băng tắc xuyên âm hàn ông ta đảo mắt quyết định thật nhanh ngưu ma ngũ hành đại pháp sư mau trở về cường quang vận đạo không thể kéo dài tư tán rất nhanh tất cả thành viên thiên đình đều được gọi trở về ngưu ma ngũ hành đại pháp sư ở bên ngoài tất nhiên lành ít giữ nhiều dù sao trước đó cổ tiên thiên đình sợ đại trận luyện đạo không chịu nổi chưa không được nhiều cổ tiên cho nên vừa rồi mới không giúp được tòng nghiêm và sa vĩ nương ma và ngũ hành đại pháp sư cũng biết nặng nhẹ cận thế lui lại chui vào bên trong kiếp vận đàn sa vĩ không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nương ma tiến vào kiếp vận đàn gương mặt lo lắng hoa tử vẫn còn ở bên trong tháp giám thiên không biết tình huống ra sao rồi băng tắc xuyên gật đầu gương mặt tràn đầy kiên nghị mau phá hủy đại trận luyện đạo này sau đó cứu hoa tử về oành băng tắc xuyên còn chưa nói xong kiếp vận đàn kịch chấn Ba người đứng bên trong không vững, lắc lư không thôi. Một bóng người khôi khô đạp kiếp vận đàn dưới chân, toàn bộ kiếp vận đàn bởi vì cú đạp mạnh của người này hơi phân nửa thân đàn lún vào mặt đất. Chính là Long Công có ta ở đây. Đây chính là khả năng cực hạn mà các ngươi có thể đạt đến. Sắc mặt Long Công như sắt, Long Đồng băng lãnh. Vẻ kinh nộ đã chuyển thành lạnh khóc, sắc cơ bốn phía trong không khí khiến người ta ngạt thở. Rầm rầm rầm, Long Công hơi cúi người, loại quyền nhắm ngay kiếp vận đàn mà đánh. Từng lùng quyền khí giống như bão lôi oan tạc vào biên trên kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn không ngừng run rẩy kịch liệt, từng bức hãng sâu dưới mặt đất. Quyền khí nhanh chóng tạo thành vết rạn mặt ngoài kiếp vận đàn, sau đó vết rách khuếch trương, hình thành từng cái hố, rất nhiều cổ trùng tử vong, băng tắc xuyên vội vàng phân công. Còn mình thì bắt đầu thôi động sát chiêu phản kích, để ngưu ma phụ trách tu bổ kiếp vận đàn, ngũ hành đại pháp sư thì nhằm vào đại trận luyện đạo bị hủy một nửa mà tiến hành suy tính, bởi vì ông chuyên tu trận đạo, tốc độ tổn hại quá nhanh ta hoàn toàn không kịp sửa chữa kiếp vận đàn. sau mấy hơi thở, ngư ma kêu thành tiếng, ngũ hành đại pháp sư đầu đầy vết mồ hôi, dốc hết toàn lực suy tính đại trận, băng tắc xuyên cắn răng, cố gắng chịu đựng, long công uy mãnh vô cùng, kiếp vận đàn bát chuyển do đích thân cự dương tiên tôn sáng tạo ra phải chịu một trận loạn quyền của long công, đã chống đỡ không nổi, lên cho ta, băng tắc xuyên giống to, kiếp vận đàn một lần nữa bộc phát cường quang trước mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, bay thẳng lên không. Long Công đang huy quyền oanh tạc rõ ràng cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ từ kiếp vận đàn truyền đến, đi xuống cho ta. Long Công hét lớn một tiếng, hai tay nắm thành quyền dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đập mạnh xuống giống như đập búa, sát chiêu tiên đạo hám thế Long chùi, một tiếng vang thật lớn, kiếp vận đàn vừa mới bay lên giống như bóng ra. Một lần nữa bị Long Công hung hăng chấn áp, rất nhiều cổ trùng bị hủy diệt, mảnh vỡ bay từ tung. Mặt ngoài kiếp vận đàn bị đánh thành một lỗ thủng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy một góc áo của băng tác xuyên băng tắc xuyên khó nén được sự chấn kinh chiến lực của long công như vậy đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ông ta ngay cả thành viên thiên đình nhìn thấy cũng ngây người chư tiên bắc nguyên cùng ta xông lên đúng lúc này cổ tiên bắc nguyên do sát chiêu tiền hữu của nhân tạo thành vội chạy lên giúp đỡ cổ tiên thiên đình giống như bầy chim không tránh không né trực tiếp nghênh kích hỗn chiến một lần nữa bộc phát đằng sau trận hỗn chiến là long công không ngừng hành hung kiếp phận nàn sau lưng long công mọi người đang khẩn cấp chữa trị đại trận luyện đạo thất cực hoang đô toàn thân đẫm máu rốt cuộc đã mở ra được một con đường máu chạy đến trước mặt long công long công mạnh chỉ dựa vào kiếp phận đàn hoàn toàn không có cách nào đối kháng băng tắc xuyên không thể không thừa nhận sự thật trước mắt sau khi nhận được thất cực hoang đô trợ giúp băng tắc xuyên rốt cuộc có cơ hội thở dốc miễn cưỡng thôi động kiếp phận đàn lấy hai địch một khổ chiến long công chương hai nghìn năm trăm bảy mươi tám cử dương vĩ đại hai sát chiêu tiền đạo hồi toàn lòng nha long công mở cái miệng rộng Giang trong miệng bay ra trên trăm cái răng nhọn giống như chùi thủ lớn lên theo gió nhanh chóng biến lớn hóa thành một đám loan đao răng rồng chém về phía kiếp vận đàn canh 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 loan đao long nha đánh vào bên trên kiếp vận đàn phát ra âm thanh mãnh liệt giống như hàng trăm hàng ngàn kiện binh khí không ngừng va chạm kiếp vận đàn lại giống như túc lều nhỏ trong cơn bão tố bị đánh đến không mởng đầu lên được long công cười lạnh không lâu sau bên trong miệng lại mọc ra răng mới răng một lần nữa bay ra tập trung thành một cơn phong bạo loan đao trắng cả một vùng bao phủ kiếp vận đàn và thất cực hoang đô bên trong rất nhanh thất cực hoang đô bị thủng trăm ngàn lỗ kiếp vận đàn cũng vết rách trồng chất sát chiêu tiền đạo long trảo kích sát chiêu tiền đạo loạn long quyền quyền ảnh tung bay bốn phía vết càng lan tràn thất cực hoang đô bị đánh nổ đầu kiếp vận đàn càng thêm rách nát hở bốn phía nương ma hoàn toàn không kịp chữa trị sát chiêu tiền đạo cửu long văn hộ thân Chín Long ảnh tử kim long quấn quanh toàn thân Long Công không phải thất cực hoang Đô và Kiếp Vận Đàn không phản kích mà là những thủ đoạn công sát này đều bị cửu Long Văn hộ thân ngăn vản, thế cục rất rõ ràng. Long Công đang chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một lúc sau Trường Sinh Thiên đã thất bại. Dám can đảm xâm phạm thiên đình ta, các ngươi phải đổi bằng mạng sống của mình. Long Công quát lạnh. Con muốn chống cự cái gì? Các ngươi đã không còn hy vọng. Long Công hung hăng đạp mạnh, sát chiêu bắn ra, giẫm Kiếp Vận Đàn dưới mặt đất hai tay mạnh kích đánh thất cực hoang đồ bay thật xa ta đã nói rồi nơi này có khả năng giới hạn công kích các ngươi các ngươi thất bại rồi còn thiên đình thì vĩnh viễn thắng lợi long công thét dài sóng âm quyển tịch toàn bộ chiến trường khuấy động tất cả nội tâm của mọi người còn có thủ đoạn gì nữa không xuất ra hết đi ta sẽ đích thân đưa các ngươi vào vực sâu tuyệt vọng giọng điệu của ông rất chậm rãi long đồng đạm mạc ngữ khí lãnh khốc khiến cho người ta phải phát lạnh băng tác xuyên chật vật không chịu nổi kiếp vận đàn đã không thể bảo vệ chu toàn trên người ông lại chồng chất vết thương đây chính là kết quả của sát chiêu hồi toàn long nha thế cục càng lúc càng nguy cấp nhưng hai mắt của ông ta vẫn rất sáng chưa hề tắt qua ông ta vẫn hy vọng như cũ từ sông trong đáy lòng của ông có một hình ảnh mà cả đời ông cũng không quên đây chính là lầu chân dương 88 mươi sao thật sự lợi hại không hổ là thủ bút của đại nhân ngài băng tắc xin đứng bên cạnh cự dương tiên tôn biểu hiện sùng bái cự dương tiên tôn mỉm cười hay hài lòng có tiên cổ phòng này con cái của ta đều có thể khỏe mạnh trưởng thành đại nhân ngài đúng là dụng tâm lương khổ băng tắc xuyên cảm thán nhưng cử dương tiên tôn đột nhiên chuyển sang chuyện khác ta lại càng chờ mong lúc nó sụp đổ cái cái gì ta dây thành lâu này chính là vì nó sụp đổ băng tắc xuyên ngươi là cổ tiên trụ đạo hãy ngủ say đi tương lai một khi lầu chân dương sụp đổ đó chính là lúc cơ hội tốt tấn công thiên đình đã đến bên trong kiếp vận nàn cho dù ta bị thương khó chữa ngay cả trong khốn cảnh tuyệt vọng cho dù đã sử dụng hết tác chủ bài ta cũng quyết không từ bỏ bởi vì kế hoạch tác chiến này đều do cự dương tiên tôn đại nhân bố trí thiên đỉnh thắng lợi nhất định là chúng ta băng tắc xuyên giống to tự tin mù quáng long công khinh thường cười nhạo giang trong đỡ chỉ tổ khiến các ngươi thống khổ gấp trăm lần mà thôi băng tắc xuyên hừ lạnh đó là vì ngươi vĩnh viễn không hiểu người đàn ông vĩ đại đó cách đó không xa mạnh cầu vĩ tục mệnh điêu bỗng nhiên hóa thành một trận sương mù bay đi rốt cuộc đã giải trừ thành công sát chiêu thành song nhập đối, không hổ danh là thủ bút của đạo thiên ma tôn, quá cường hãn. Cũng may nơi này là thiên đỉnh, có thể tập hợp đủ bốn vị cổ tiên lật đạo. Bên trong kho tàng của thiên đỉnh lại có đủ tin tức khi càng về sát chiêu thành song nhập đối. Nếu đổi lại bình thường, có lẽ sẽ rất phiền phức. Gốn. Mao lý cầu và hai hoang thú truyền kỳ của thiên đỉnh là sát bệ 95 và nguyễn đan đang kịch đấu, dựa vào sát chiêu thành song nhập đối cầu vi tục mệnh điêu và phân thân của nó đã đánh hai con thú thái của truyền kỳ thiên đình không ngẩng đầu lên được nhưng khi thành viên thiên đình thức tỉnh rất nhiều người bắt đầu nhằm vào sát chiêu thành song nhập đối rốt cuộc phá giải được nó ngươi lại cuồng rồi chó con ngươi bổ nhào vào ta bao nhiêu lần lông của gia gia ta sắp bị ngươi vặt sạch rồi nguyễn đan sát bệ 95 cùng với một số cổ tiên thiên đình triển khai vây công mao lý cầu mặc dù thực lực mao lý cầu xuất chúng nhưng rơi vào tình huống như vậy đương nhiên song quyền nan địch tứ thủ rất nhanh vết thương chồng chất máu tươi từ miệng vết thương trào ra ngoài nhưng nguyễn đan và sát bệ cũng không khá hơn chút nào phản kích của mao lý cầu đặc biệt nhằm vào hai người này mặc dù thương thế của mao lý cầu càng lúc càng nhiều càng thêm yếu thế ưu thế thiên đình càng lúc càng lớn nhưng nguyễn đan sát bệ 95 lại chấn động trong lòng ánh mắt hoài nghi cái tên điên này hoàn toàn không sợ chết cho dù chết chỉ sợ trước khi chết nó sẽ cắn của ta một miếng thịt hai đại thái cổ truyền kỳ thiên đình không khỏi sinh lòng kiên kỵ một con hồ to. Mao Lý Cầu, ngươi cần chi phải bán mạng cho cự dương tiên tôn chứ, công ta ngươi người. Chính là nhìn chúng thiên phú của ngươi, là muốn làm thịt ngươi kéo dài tính mạng của ông ta. chương 2579, Cự dương vĩ đại ba. Mao Lý Cầu đang đứng trong vũng máu, nhìn thương thấy trên người nó thấy mà giật mình, có rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương, vốn làn da sáng người nhìn rất linh hoạt, bây giờ bởi vì máu mà dính bết vào nhau, hai mắt nó biến thành màu đen, cơ thể lai động giống như một khắc sau sẽ ngã quỵ xuống đất. Nó biết trạng thái của mình, lần này chỉ sợ sẽ phải viết di chúc ở đây rồi, nhưng như thế thì sao? Ma Lý Cầu nhét môi, im lặng nở nụ cười, một cảnh tượng hiện ra trong trí nhớ. Ánh tà dương đỏ quạt như máu trên đỉnh núi, Ma Lý Cầu co lại thành con chó con nằm bên chân Cự dư Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn vuốt ve đầu của nó, Còn nó thì run lẩy bẩy, nó đã sớm nghe được sự định của Cự Dương Tiên Tôn, bây giờ đại nạn Cự Dương Tiên Tôn sắp đến, lúc này gọi nó đến chỉ sợ sẽ giết nó để kéo dài tính mạng nhưng mao lý cầu không dám phản kháng nó biết rõ cho dù nó có được chiến lược bát chuyển đỉnh phong cũng không phải đối thủ của cự dương tiên tôn thậm chí không cần cự dương tiên tôn ra tay chính nó cũng sẽ tự tìm đường chết không cần phải sợ mao lý cầu ta sẽ không giết ngươi để kéo dài tính mạng cho ta đâu cự dương tiên tôn cười ha hả toàn thân mao lý cầu cứng đờ cự dương tiên tôn nhìn dáng chiều bên cạnh trói lọi như lửa ta còn nhớ rõ ngày đầu tiên nuôi ngươi, ngươi ha ha thời gian nháng một cái ngươi đã trưởng thành đến trình độ này nói thật ngươi chính là con của ta cũng không khác gì mấy đứa con kia của ta cả làm cha làm mẹ tại sao lại đi gây họa cho con mình được ma lý cầu hiểu tính cách của cự dương tiên tôn ông tuyệt sẽ không lừa nó bởi vì không cần thiết như thế ma lý cầu ngẩn người ngơ ngác hỏi nhưng chủ nhân nếu mày giết ta hoa toàn có thể kéo dài tính mạng cho mày mà kéo dài tính mạng từ dương tiên tôn cười nói chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, con người luôn luôn phải chết, không phải sao, ông lắc đầu. Tiếp tục sống dưới số mệnh có ý nghĩa gì đâu chứ, chết cũng không phải khó chấp nhận như vậy, hơn nữa. Con cái nhất định phải rời xa cha mẹ mới có thể trưởng thành, chủ nhân hãy đồng ý với ta, nhất định phải sống cho tốt, đi làm chuyện mà ngươi thích, ta sẽ không để lại bất kỳ di mệnh nào cho ngươi. Ngươi hãy là chính ngươi, sống cho thật vui vẻ, chủ nhân ký ức biến mất, ma Lý cầu chăm chú nhìn cường địch chung quanh, nó ngước cổ lên, cười ha hả khi thế đột nhiên tăng lên chủ nhân cho dù chết ta cũng phải báo ân dưỡng dục cho ngài nó không còn ổn rồi không sao chỉ là cậy mạnh mà thôi nhưng cẩn thận nó phản công trước khi chết sắc mặt cổ tiên thiên đình lãnh khốc chậm rãi vây quanh hắc thiên thiên cung chấn vận cử dương tiên tôn ngồi xếp bằng giống như tượng đá ông ta nhìn về phía năng hai mắt phản chiếu tình hình chiến đấu trong thiên đình gương mặt của ông không vui không buồn sau đó ông chậm rãi nâng bàn tay lên chiến trường phúc địa bất bại đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt đại trận này của đối phương cổ tiên phe ta chịu tổn thương do phản phệ rất mạnh trận thứ nhất lui ra chỉnh đốn tiếp nhận trị liệu trận thứ hai tiến vào trận thứ ba chuẩn bị trần y bạch thương thủy vừa điều khiển đại trận vừa chỉ huy cổ tiên trung châu đâu vào đấy không nghĩ đến đối phương lại có kỳ chiêu này một bên phương cửu ca nhẹ cao mày nhìn chăm chằm đại trận ngũ giới trong trận lần này phiền phức rồi làm không tốt đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt sẽ trong lòng phượng cửu ca dâng lên dự cảm bất thường đại trận ngũ giới dưới sự chủ trì của trì khúc do không ngừng tạt khói ngũ sắc ra ngoài luồng khói này không ngừng khuếch tán tăng lúc càng nhạt thẩm thầu vào bên trong cửu cửu liên hoàn bất tuyệt bốt chính là như vậy những người còn lại đối phó đại trận để cổ tiên trung châu điều khiển nhiều hơn đại trận vận chuyển càng nhiều bọn họ tiếp nhận phản phệ sẽ càng lớn ha 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 đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt càng mạnh cổ tiên khống chế gặp tổn thương sẽ càng lớn thật sự rất hay đám nam liên vào chư tiên bắc nguyên sĩ khí đại trấn bọn họ thay đổi chiến thuật vốn đã có thể khám phá ra đại trận rõ ràng có thể nhắm ngay sơ hở công phá đại trận nhưng bây giờ bọn họ không vội đi làm khói ngũ giới không ngừng thẩm thấu bọn họ có thể dựa vào xào rượu này để nhằm vào cổ tiên trung châu trận sao thậm chí xét theo một trình độ nào đó đại trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt ngược lại trở thành vũ khí cường đại giúp bên phương nguyên công kích trung châu và thiên đình chúng ta nên ứng đối như thế nào phải trang nên điều động cổ tiên công phá đại trận kia Bài Thương Thủy nhìn Trần Y, thống lĩnh nơi này vẫn là Trần Y. Sắc mặt Trần Y tương đối khó coi, ông ta trầm ngâm nói: "Đại trận này thuộc chân truyền ngũ giới, là thủ đoạn của Đào chú Nam Cương, trận chiến núi ngũ giới, Thiên Đình cũng nhúng tay qua, trong cuộc chiến đó, quân thần quang bị Phương Nguyên bắt sống, cho nên Thiên Đình đối với chân truyền Đào chú, đối với trận chiến núi ngũ giới." Trước sau đều hiểu rõ tường tận, Đào chú có thể tạo ra dãy núi ngũ giới. Khói ngũ sắc thẩm thấu vào trong đại trận hiển nhiên là mô phỏng bức tường ngăn giới năm vực, từ đó khiến cổ tiên bên ta liên tục gặp phản phệ giọng nói trần y có chút đáng chát đại trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt chính là đại trận hợp lại có thể tùy thời hủy đi tử trận bố trí tử trận cho nên giả dích không rước lúc trước vô cực ma tôn sông trận cũng phải phá liên tiếp trăm trận mới thoát khốn thủ đoạn của đào chú có thể vòng qua đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt đặc biệt nhằm vào cổ tiên phe ta đây không chỉ tránh nặng tìm nhẹ hơn nữa đại trận bên ta càng mạnh cổ tiên chủ trì đại trận sẽ bị thương càng nặng hơn Chương 2580, Trần Y rút lui một, nếu chúng ta thúc đại trận đối phó đại trận của đối phương, nhất định sẽ là điều mà đối phương muốn nhìn thấy nhất, rơi vào tính toán của đối phương cũng không thích hợp. Nếu bên ta tạm dừng đại trận, điều động cổ tiên xuất trận, nhưng đó lại là bỏ dài lấy ngắn, đồng thời trong quân địch còn có Vũ Dung, Phương Nguyên, điều động cổ tiên đi phá hư đại trận rất nguy hiểm, Trần Y trước đó chúng sát chiêu Tống Hữu Phong, nhiều phượng cửu ca mà may mắn còn sống, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ, quan trọng hơn chính là cổ tiên bát chuyển bên họ chỉ có trần y bạch thương thủy và phượng cửu ca đồng thời người nào cũng bị thương đưa động ai ra ngoài cũng không thích hợp phân tích xong trần y thở dài một tiếng không ý đến đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt lại bị quân địch khắc chế đào chu chẳng qua chỉ là một vị cổ tiên bát chuyển bình thường hoàn toàn không thể đánh đồng với đám người vũ dung phương nguyên con người sáng tạo ra đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt lại là tinh túc tiên tôn đại danh đỉnh đỉnh chân truyền ngũ giới khắc chế đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt thật sự là vinh quang của đào chú nói đến khi đào chú còn sống cũng không quá nổi tiếng trong số các cổ tiên bát truyền thanh danh không lớn chỉ là tạo nên dãy núi ngũ giới mà thôi nhưng thật không nghĩ đến nghiên cứu của ông lại có thành tựu trải qua trận này đào chú chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ mặc dù ông ta đã chết từ rất lâu rồi giang sơn đời nào cũng có nhân tài tất cả đều tỏa sáng mấy trăm năm giống như chiến trường thiên đình sắp chưa thành song nhập đối của đạo thiên ma tôn cũng có thể bị phá giải đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt của tinh túc tiên tôn cũng có thể bị hậu bối khắc chế tinh túc tiên tôn đạo thiên ma tôn qua đời quá lâu thời đại lại không ngừng phát triển thay đổi từng ngày mặc dù thủ đoạn của bọn họ cường đại nhưng cũng khó mà thoát khỏi bị lạc hậu mau rút từ trận lại trần y quyết định hạ lệnh ban vị cổ tiên lấy làm kinh hãi trần y lại ra lệnh rút lui đại trận đầu của ông ta bị cháy khét rồi sao nhưng rất nhanh phượng cửu ca là người phản ứng đầu tiên tinh mang lóe lên trong mắt ứng đối rất giỏi rút trận đối phương chủ động rút trận ha ha bên trong đại trận ngũ giới một số cổ tiên bắc nguyên nhìn thấy cảnh này cải mái cười to nhưng sắc mặt vũ dung và phương nguyên lại trầm xuống không ổn rồi cái tên trần y này quá xảo trá nếu chúng ta ở trong trận của đối phương khói ngũ sắc thẩm thấu rất nhanh bây giờ từ trận vừa rút hiệu suất sẽ giảm rất nhiều không sai trường sinh thiên ở chiến trường thiên đình đã sắp chống đỡ không nổi thiên đình vẫn luôn chiếm thượng phong trần y chỉ sợ sẽ cân nhắc đến điểm này cho nên đã hai thác chiến thuật kéo dài Trần Y mặc kệ là ra sức thôi động đại trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt, hay là phái người đến công trận đều là những thứ mà đám người Phương Nguyên vui lòng muốn thấy, nhưng bây giờ, Trần Y chủ động hủy bỏ từ trận, lựa chọn bị động phòng thủ, hiệu suất khói chứng mũ sắc thầm thấu giảm số rất nhiều, cổ tiên trùng châu chỉ duy trì đại trận, cũng không mãnh thúc, tổn thương do phản phệ cũng giảm bớt rất nhiều, đám người Trần Y vẫn tiếp tục bố trí tiên trận ở đằng sau, đám người Phương Nguyên bọn họ cần rất nhiều thời gian mới có thể phá hư được đại trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt, chỗ chết người nhất chính là đám người phương nguyên đang giành giật từng giây từng phút một khác cũng không chậm trễ một khi thiên đình tiêu diệt binh lực trường sinh thiên bọn họ có thể giành tay chạy đến thiên đình đối phó đám người phương nguyên trần y cực kỳ vững vàng đa mưu túc trí ông ta cố ý nhượng bộ là xuất phát từ đại cục chỉ lui một bước nhỏ ngược lại khởi phát kế công còn đáng sợ hơn ông ta trực tiếp đẩy đám người phương nguyên đến vách núi hay sống biết như thế ta nên mang trận linh vào trong tiên cổ trận kỳ có thể tham gia đại trận ngũ giới như vậy đại trận ngũ giới có thể xây dịch mà không phải cố định tại một chỗ phương nguyên thở dài trong lòng đây cũng không phải là sai lầm của hắn cũng không phải hắn không muốn công hiến ra trận linh và tiên cổ trận kỳ tổ hợp vào bên trong đại trận ngũ giới lượng suy tính sẽ tăng vọt phương nguyên phải tốn nhiều thời gian hơn mới có thể suy tính rõ ràng thật ra cho dù đại trận ngũ giới có thể di chuyển cũng có thể bị cổ tiên dọn đi toàn bộ đám người phương nguyên cũng không giải quyết được nguy cơ trước mắt trần y chủ động hủy đi từ trận lui về sau để thủ đại trận ngũ giới trong tử trận liền bị lộ ra ngoài đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt đã sớm bị hỗn chiến thành một đoàn bốn vị cổ tiên bát truyền thanh dạ lệ hoàng phượng tiên thái tử và ba thập bát đều đang tạo thành từng đôi chén giết lẫn nhau tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong hàn ly trang phong mãn lâu tung hoành chiến trường khi thì hung hăng va chạm khi thì bộc phát sát chiêu tiên đạo từng mảnh quang ảnh sáng chói từng đợt lôi đình nổ vào. không ổn rồi sát chiêu vô hạn phong đang thoát khỏi khống chế của ta vũ dung biến sắc trước đó ông còn ở bên trong đại trận còn chưa cảm ứng được rõ ràng bây giờ trần y chủ động rút trận khiến cho vũ dung phát hiện được sự không ổn ngay không do dự vũ dung bay ra khỏi đại trận ngũ giới đánh tới phong mã lâu đám người dược hoàng bách túc thiên quân cũng liên tiếp xuất động có bọn họ tiếp viện áp lực của lệ hoàng và thanh dạ đột nhiên tăng vọt liên tiếp lui về phía sau cùng với tiên cổ phòng trung châu bị ép vào thế hạ phong chương 2581, trần y rút lui hai phương nguyên lặng lẽ xuất động bỗng nhiên ra tay một lần nữa thi triển đạo tặc quỳ thủ tiên cổ phòng trung châu lập tức gặp nạn bị phương nguyên trộm một nắm lớn cổ trùng chỉ một lát sau hắn đã thu hoạch được ba con tiên cổ tính luôn thu hoạch bên trong thành đế quân hắn đã cướp được hơn 10 tiên cổ từ các tiên cổ phòng đối với những con tiên cổ này có con biết có con hắn không biết phân thân trụ đạo của hắn vẫn tắm trong vầng sáng trí tuệ không ngừng suy tính nên sử dụng đám cổ trùng này như thế nào thấy tình huống không ổn lệ hoàng bỏ qua phượng tiên thái tử chạy đến dây dưa với phương nguyên cảnh tượng ở chiến trường đế quân trước đó lại tái diễn lần nữa phương nguyên bị lệ hòa quấn lấy khó mà ra tay với tiên cổ phòng ồ tây vượng tiên thái tử này giả bộ giống như đúc cố ý thả lệ hoàng đi phương nguyên hừ lạnh trong lòng kiềm chế không phát phượng tiên thái tử thủy trung vẫn là một phiền phức càng làm cho phương nguyên cảm thấy phiền phức hơn chính là thiên đình đa thôi phát sát chiêu nhân đạo cửu chuyển nhân trung hào kiệt nhiều có nhân trung hào kiệt tăng phúc chiến lực của đám người thanh dạ và tiên cổ phòng trung châu tăng vọt mấy lần Năn cản thế công cuồng mãnh của liên quân nam cương và bắc nguyên không thể hỗn chiến như vậy mãi thời gian có hạn chúng ta rút vào trong trận đi phương nguyên cao giọng kêu to đám người vũ dung co vào phòng tuyến vội vàng thu hồi tiên cổ phòng chui vào đại trận ngũ giới đại trận ngũ giới toàn lực thôi động khói chướng ngũ sắc rất nhanh lan tràn bao trùm toàn bộ chiến trường bên trong khói chướng ngũ sắc cổ tiên trung châu gặp phải áp chế rất lớn cũng như trần y trước đó những người này đều được sát chư nhân trung hào kiệt hỗ trợ uy năng sát chiêu tăng vọt tổn thương do phản phệ cũng liên tục tăng lên không nghĩ đến thủ đoạn đào chú lại ảo diệu như thế trong đại trận ba thập bát cảm thán không thôi vũ dung im lặng chuyện này vốn cũng không nằm ngoài dự liệu của ông ta chính bởi vì ông ta đã sớm phát hiện điều này cho nên mới không tiếc tiết lộ nội dung chân truyền cũng phải hợp tác với trì khúc do trì khúc do cũng biết đây là đồ tốt nhưng trước đó lại không cách nào dùng đến bây giờ đại trận cải tiến thành công lập tức phát huy được tác dụng chỉ tức là khói ngũ sắc này không phân biệt địch ta trung châu bị áp chế chúng ta cũng phải chịu phản phệ chỉ có phương nguyên mới hoạt động tự nhiên mà thôi dược hoàng nói rất nhiều người nhìn về phía phương nguyên biểu hiện hâm mộ đáng tiếc phương nguyên thầm than nếu hắn có được chân truyền đào chú dựa vào vầng sáng trí tuệ và cảnh giới trí đạo trận đạo không tầm thường của hắn chiến lực của hắn sẽ một lần nữa tăng vọt chỉ có thể nói một câu hắn hoàn toàn không có biện pháp với sát chiêu nhân trung hào kiệt nhưng nếu có khói ngũ sắc đám người lệ hoàng cũng sẽ vạp áp chế nói không chừng trong chiến trường thành đế quân phương nguyên đã có thể dốc hết sức để bình định lúc trước hắn rút khỏi dãy núi ngũ giới không cách nào thu được chân truyền ngũ giới hắn đã cảm thấy rất tiếc bây giờ xem ra cảm giác này của hắn không sai chiến trường phúc địa bất bại địch quân đã tiến vào đại trận xem ra là muốn phát huy đầy đủ uy năng khói trứng ngũ sắc đám người lệ hoàng nhất định sẽ vạc phình phước trần y vẫn luôn chú ý tình hình chiến trường chúng ta phải ra ngoài trợ giúp sao nói không chừng có thể liên hợp phiện quân đánh tan đại trận quân địch chỉ cần đại trận vừa vỡ tiên cổ hạch tâm bị hủy một hai con bọn họ sẽ không còn sức lật bàn bạch thương thủy đề nghị trần y suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu không cần mạo hiểm hiện tại đại cục cực kỳ có lợi cho chúng ta bảo bọn họ trở về tiến vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tiệt trần y không những không chủ động xuất kích ngược lại muốn thu binh lực lệ hoàng về tông quyết định kéo dài thời gian phương nguyên bay ra khỏi đại trận bắt đầu đối phó đám người lệ hoàng bên trong khói trứng ngũ sắc đám người lệ hoàng khổ chiến với phương nguyên bị quản chế rất nhiều bó chân bó tay sau khi bị ăn thịt không ít lệ hoàng hạ mệnh lệnh rút lui một đám người chui vào bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt nhất thời hai bên đều chui vào đại trận của mình tiếng chém giết vốn tràn ngập chiến trường chỉ để lại tiếng gió vô hạn phong vun vút vũ dung và phương nguyên đều ở ngoài trận vũ dung cẩn thận không chế vô hạn phong tránh khói trứng ngũ sắc từ một hướng khác nhau về phía đại trận thiên đình phương nguyên ẩn thân đằng sau khói trướng Treo khói trứng lan tràn đến gần đại trận Thiên Đình, Cứ chống đỡ như vậy, chỉ cần chiến trường Thiên Đình được bình định, đó chính là chúng ta chiến thắng. Bên trong đại trận cừu cừu liên hoàn bất tiệt, Trần Y lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, nhưng ông ta vừa dứt lời đã nghe một tiếng nổ thật lớn, chúng tiên vội vàng nhìn lại, thấy khói trứng van lộn không ngớt, đại trận ngũ giới của phe phương nguyên đột nhiên nổ nát, một bóng người từ trong khói trứng ngũ sắc giống như mũi tên bắn ra, Phượng Tiên thái tử, ngươi làm cái gì vậy? Giết ông ta. Ông ta nhất định là nội gián của Thiên Đình trì khúc do đại nhân ngày sao rồi mau đến cứu tỉnh trì đại nhân dị biến phát sinh cổ tiên nam cương và bắc nguyên đều rối loạn tùng phèo phượng tiên thái tử ngươi đừng hòng đào thoát ngoài trận phương nguyên và vũ dung đều quay người chặn phượng tiên thái tử bạch thương thủy vui mừng quá đỗi thì ra phượng tiên thái tử đã ra tay trong trận phá hủy đại trận của địch quân làm rất tốt một số cổ tiên không biết nội tình thấy tình huống này tất cả đều trận mắt há mồm chương hai nghìn năm trăm tám mươi hai dương đối tinh tú một mong mong Phượng Tiên Thái tử chính là người linh duyên trai ta, mau đi giúp ông ấy. Một vị thái thượng trưởng lão linh duyên trai thúc giục, không cần bà ta nói. Trần Y đã ra lệnh, Lệ Hoàng, Thanh Dạ và Bạch Thương Thủy bay ra khỏi đại trận tiếp ứng Phượng Tiên Thái tử, Phương Nguyên và Vũ Dung bị ba người này ngăn cản, thực lực Phượng Tiên Thái tử vốn không yếu, hiện tại lại được trợ giúp, cận lợi tiến vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, chư tiên thiên đình không biết, vì Phượng Tiên Thái tử mà bọn họ tiếp ứng, cho vào trong trận là giả, rốt cuộc cũng vào rồi. Phương Nguyên âm thầm cười lạnh, sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết, đây là sát chiêu mà Phương Nguyên đặc biệt cải tiến, cộng thêm đạo ngân biến hóa đạo tăng vào sau khi hắn đạt được động thiên thú kiếp, vì thế uy năng đã tăng lên gấp mấy lần. Cho dù Thiên Đình có chuẩn bị, cũng không phát hiện được thân phận thật sự của Phương Nguyên. Lúc này, Phượng Tiên Thái tử thật đang còn ở bên trong đại trận ngũ giới, đại trận ngũ giới được Phương Nguyên cải tiến, đương nhiên là trận trong trận, đây chính là cái lồng giam giam lại Phượng Tiên Thái tử. Các vị cổ tiên bát truyền tự mình chấn thủ trận nhãn, về phần phương nguyên bên trong khói trứng ngũ sắc là dược hạo phương cải trang cổ tiên bát truyền nam cương dược hạo phương cũng là cổ tiên biên hóa đạo mặc dù ông ta không có thủ đoạn gặp mặt từng quen biết nhưng hiện tại đang ở bên trong khói trứng ngũ sắc còn có các cổ tiên bát truyền khác che giấu cho ông vì thế mới không bị lộ tẩy về phần đại trận ngũ giới nó tự bạo là thật rất nhiều phàm cổ trong nháy mắt tử vong tiên cổ tham gia tổ trận cũng bị tổn thất nếu không như vậy làm sao có thể lừa gạt được đám người trần y trần y mơ mơ màng màng còn có một nguyên nhân đó chính là tử vi tiên tử đã sớm thông báo cho bọn họ biết đám người trần y biết được thân phận thật sự của phượng tiên thái tử vì thế trong lúc kịch chiến vẫn luôn duy trì chú ý phượng tiên thái tử một khi phượng tiên thái tử có dị động thập đối phương một đao bọn họ sẽ tích cực phối hợp mở rộng chiến quả hiện tại phượng tiên thái tử không phát thì thôi một phát liền phá hủy đại trận của kẻ địch chiến quả rất lớn đám người trần y đã sớm chuẩn bị tâm lý cho nên đã bị phương nguyên khai thác bí mật trùng sinh của ta bị lộ ra ngoài ánh sáng Thiên đình tất nhiên cũng sẽ lo lắng thân phận Phượng Tiên Thái tử bị bại lộ, đại chiến trước mắt liên quan đến đại cục cổ số mệnh, Thiên đình tất sẽ tiết lộ thân phận Phượng Tiên Thái tử, giữ gìn đại cục, đây chính là điểm mà ta có thể lợi dụng." Phương Nguyên cười lạnh, hắn ngự trang thành Phượng Tiên Thái tử, thương thế nặng nề, trong ánh mắt chờ mong của Chư Tiên Thiên đình, hắn đường hoàng bước vào Hạch Tâm đại trận cừu cừu liên hoàn bất tuyệt, một vị thái thượng trưởng lão linh duyên trai tiến lên nghênh đón, ba mỉm cười nói: "Hoan nghênh về nhà." Phương Nguyên vận sức chờ phát động, chuẩn bị ra tay, bởi vì ta không phải phượng tiên thái tử, một khi giao lưu với bọn họ sẽ bại lộ thân phận, ta lại không có thủ đoạn che giấu, khi ấp hù sót chiêu. Khi tức nhất định sẽ thoát ra. Cho nên, thời cơ tốt để ra tay chính là một khắc tiến vào đại trận này. Bởi vì bị truy sát, tiên trư trên người còn chưa tản đi, phương nguyên đang định ra tay, dị biến phát sinh, trên chiến trường, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đó đó là cái gì? Sót chiêu cửu truyền, hình như là đến từ bác nguyên, khi tức vận đạo, hướng của nó là nhắm ngay thiên đỉnh hai phe địch ta đều quên chiến đấu mà ngẩng đầu nhìn lên trời một cột sáng rất lớn vắt ngang thương khung dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía thiên đình cuộc ánh sáng khổng lồ như thế giống như một con sông cực lớn hoành phách thiên địa nó đến chỗ nào không khí đều bị vật ra cô sáng tiến lên phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc sát chiêu minh mông bảng bạc khiến cho tất cả mọi người đều thất thần ngay cả trần y vũ dung thậm chí là phương nguyên đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé không thể ngăn cản đánh đâu thắng đó cột sáng bắt đầu từ hắc thiên bắc nguyên một đường cọ rửa đâm rét bức tường ngăn giới đánh thẳng vào thiên đỉnh thiên đỉnh chấn động kịch liệt đất núi rung chuyển vô số tiên cổ phòng bị dạn nứt đây là long công ngẩng đầu một khắc trước ông ta vẫn còn hăng hái thần uy hiển hách đánh cho thất cực hoàng đô và kiếp vận đàn không tìm được hướng ra nhưng khi cột sáng phóng đến ông ông bỗng nhiên thất sắc. trong nháy mắt này ông đột nhiên biến thành thịt cá trên thớt gỗ tông không thể động đậy bị cột sáng khóa chặt giống như côn trùng trong hồ phách chỉ có thể trơ mắt nhìn cột sáo tập kích đến cho dù chiến lực của ông vào lúc này rất cường đại khiến cho cổ tiên bát chuyển còn lại không biết làm gì Sắt chiêu cửu truyền đây chính là thủ bút của cự dương tiên tôn cự dương tiên tôn quả nhiên lưu lại một tay không đúng ông ta không phải đến đối phó ta mà là thẳng đến cổ số mệnh long công bỗng nhiên ngộ ra ngương mặt tràn lập dữ tượng, tực lực dãy ruộng lần lượt thử thôi động sắt chiêu tiên đạo như một cảnh tượng kinh khủng đã phát sinh sát chiêu của ông chưa hề thành công thôi động một lần nào số lần thôi động thất bại quá nhiều khiến cho ông ta không ngừng gánh chịu tổn thương do phản phệ Khóe miệng khóe mắt tràn ra máu tươi chư tiên thiên đình người ngã ngựa đổ có một số người không biết tự lượng sức mình muốn ngăn cản cô sáng đều hóa thành cho bụi không có vị cổ tiên bát chuyển nào có thể ngăn cản cô sáng tiến lên cử dương tiên tôn đại nhân chủ nhân lúc này băng tắc xuyên và mao lý cầu đều lệ quang lấp lóe chương 2583 cử dương đối tinh tú 2 nhưng khi cầu sáng muốn tập kích đại trận luyện đạo bên tai chúng tiên bỗng vang lên tiếng thở dài sâu kín sau đó bên trong đỉnh nhất khuyết bão hám lại hiện ra huyễn cảnh đánh cờ tinh túc tiên tôn đang đánh cờ với vô cực ma tôn tay cầm một quân cờ huy dài bắn ra ngoài chỉ trong nháy mát rất nhiều tinh mang lấp lóe sáng chói lóa mắt hoàn toàn không thu kém cột sáng màu da cam tinh mang tạo thành lưới lớn năn cột sáng tiến lên cột sáng càng lúc càng chậm tinh mang quay chung quanh nó đang hấp thu và di chuyển cùng sức mạnh cột sáng tinh túc tiên tôn đại nhân là thủ đoạn của tinh túc tiên tôn cổ tiên thiên đình vui mừng quá đỗi vội vàng nhìn về phía đình nhất khuyết bão hám vài sùng bái và kích động hiện rõ trên gương mặt long công há miệng thở hồn hển cô sáng cách ông ta càng lúc càng ngần ngần như muốn dán sát mặt của ông ta nhưng cuối cùng cô sáng đã hoàn toàn dừng lại bị lưới lớn tinh mang giữ lại đáng chết chỉ còn thiếu một chút nữa thôi băng tắc xin không khỏi thất vọng long công chính là chiến lực mạnh nhất của thiên đình đồng thời còn là lá cờ lãnh đạo một khi ông tử trận Sĩ khí thiên đình sẽ giảm xuống, còn trường sinh thiên còn có kiếp phận đàn và thất cực hoang đô sẽ còn có hy vọng. tà kỹ nữ tinh túc này ma lý cầu hung hăng nghiến răng, cô sáng bỗng nhiên phát sinh dị biến lần nữa, nó không ngừng xoay vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt ngoài tạo thành từng luồng khí xoáy hình xoắn ốc, bên trong đỉnh nhất khuyết bão hám gương mặt tinh túc tiên tôn không khỏi toát ra vẻ kinh dị, oanh một tiếng, cô sáng đột nhiên nổ tung, cân ra mấy trăm luồng khí lưu khổng lồ màu da cam, thân biệt xông vào cơ thể băng tác duyên, ma lý cầu và các cổ tiên bắc nguyên. Mao Lý Cầu trận mắt, nó vốn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết, nhưng sau khi được hùng khí lưu màu da cam cọ rửa, tất cả thương thế trên người đều khỏi hẳn. Tiên nguyên bắt đầu ngưng kết bên trong tiên khiếu, một vầng sáng màu bạch kim nhàn nhạt, nhạt bao phủ trên người thành viên Trường Sinh Thiên, tăng phúc sức mạnh cường đại cho bọn họ, hiệu quả tăng phúc còn cao hơn nhân trung hào kiệt vấp mấy lần. Sau khi cột sáng bị lưới lớn tinh mang ngăn chặn, linh hoạt biến chiêu, ngược lại trợ giúp thành viên Trường Sinh Thiên, Long Cong, chúng ta tái chiến, băng tác xuyên gào lên, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Kiếp vận đàn cũng được bao phủ một phần sáng, dưới sự không chế của băng tác diên, bỗng nhiên bay ra. Long công không tránh không né, hung hăng đối bính với kiếp vận đàn. Kết quả thế sông của kiếp vận đàn bị ngăn lại, Long công như đạn pháo bắn ngược về phía sau, đâm đổ năm sáu bức tường dày, cuối cùng bị bức tường ngăn lại. Phốc, sắc mặt Long công trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực của ông lõng xuống, xương ngực gần như bị bẽ rãy gần hết. Rét, tiếng la rét đinh tai nhức óc, sĩ khí Trư Tiên Bắc Nguyên như bão táp. Táo lên đỉnh phong trước nay chưa từng có đích thân cự dương tiên tôn ra tay ý nghĩa không tầm thường Xích khí hậu bối truyền nhân của ông đều đại chấn chiến lực tăng vọt tại sao lại như vậy cổ tiên thiên đình kinh ngạc bỗng nhiên cứng đờ trên không không thể động đậy trước mắt vị cổ tiên này cường giả chứ danh trong lịch sử bắc nguyên cổ tiên trí đạo lưu huệ thở ra một hơi thiếu chút nữa bị ngươi giết rồi chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thật sự đáng tiếc chắn vị cổ tiên thiên đình dị mồ hôi sát chiêu này của ngươi không cách nào buộc chặt ta cô chân chính lợi hại vẫn là cự dương tiên tôn thôi ngươi thì không đựng đâu lưu huệ cười lạnh vậy vì sao ngươi không nói trước đó chúng ta đều bị số miệng áp chế còn nữa có hay không có liên quan gì thắng bại sinh tử mới thật sự là chuyện lớn đi chết đi ông nhẹ phất tay một cái lấy đi tính mạng của đối phương ông ta nhe mắt ánh mắt băng hàn lạnh thấu xương không có hảo ý do rét chung quanh kế tiếp là ai ngươi không công phá được phòng ngự của ta đâu đừng phí sức cổ tiên thiên đỉnh lù lù bất động toàn thân trên giới bao phủ một vầng sáng cực kỳ dày cổ tiên bắc nguyên lọc dương tử hít sâu một hơi tông cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới bành trướng trong cơ thể quét sạch tinh thần xa sút và yêu sầu trước đó Tử tiên dâng lên cao bây giờ không giống vừa nãy sát chiêu tiên đạo tan giã ngọc dương tử tên thật là gia luật ngõ tu hành luật đạo sau khi trở thành cổ tiên nhiều lần lập được kỳ công nhưng nội bộ gia luật gia bất công không cho ông được đãi ngộ mà ông nên có trong cơn tức giận ông đã mưu phản gia tộc trở thành cổ tiên ma đạo về già gia lực gia gặp khó nhiều lần bị gia tộc hoàng kim khác liên hợp xa lánh và chèn ép gia luật ngõ tu vi bát truyền giống chống khu chiêu được mời trở về trở thành thái thượng đại trưởng lão gia luật gia quay về chính đạo tông dựa vào cố gắng của mình mà đạt đến thành tựu cổ tiên bình thường khó mà với tới khiến cho tất cả gia tộc đều phải cúi đầu thừa nhận sai lầm đã từng phạm qua cuộc đời của gia luật ngõ phủ đầy sắc thái truyền kỳ để lại rất nhiều hậu bối nhưng cho dù ông trở về đảm nhiệm chức thái thượng đại trưởng lão gia luật gia ông cũng không thay tên vẫn gọi là ngọc dương tử như cũ tại sao lại như vậy vì cổ tiên thiên đình quá sợ hãi phòng ngự mà ông ta vẫn luôn kiêu ngạo không ngừng vỡ vụn hoàn toàn tiêu tán nhận được sự giúp đỡ của cửu dương tiên tôn ngọc dương tử đã nghịch phản trên lệch mạnh yếu cổ tiên thiên đình đối chiến với ông ta rất nhanh chết chảm trong tay ngọc dương tử chương hai nghìn năm trăm tám mươi bắc nguyên thượng phong một canh 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 ba thành viên thiên đình liên thủ đối phó viên bí viên bí là cổ tiên bát truyền chuyên tu cốt đạo chiến lược kinh người khi còn sống có thể được xem là đệ nhất chiến lược trong giới cổ tiên bắc nguyên cho dù là bốn vực khác cũng thường xuyên nghe nhắc đến tên của ông thân hình của ông không được khối ngô ngược lại hơi lầy nhưng toàn thân ông mặc giáp bạch cốt khải cứng rắn vô cùng tay phải cầm trường thương bạch cốt vung vẩy trái phải khuấy động phong vân tay trái cầm một thanh đoản kiếm bạch cốt kiếm quang rét lạnh khiến người ta phải sợ hãi nhận được một luồng quang khí màu da cam viên bí mở miệng thét dài hải giáp đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn bạch cốt một vị cổ tiên thiên đình vây công ông né không kịp bị một trăm cốt thứ đâm thành con nhím chết ngay tại chỗ tiên bí thử cơ đánh úp một thương đâm xuyên tim vị cổ tiên thứ hai một kiếm chém đứt đầu vị cổ tiên thứ ba nhưng gương mặt của ông không hề có sự kích động cùng vui sướng mà chỉ là sự cô đơn đáng tiếc cô trùng các ngươi không đủ không phát huy được thực lực chân chính ta nhận được sự trợ giúp của tiên tổ trận chiến này thắng mà không võ oanh một tiếng nổ vang long công giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài tiếng rồng kêu vang lên long công nhanh chóng ổn định thân hình bỗng nhiên một bóng ma cực lớn bao trùm xuống long công ngẩng đầu liền nhìn thấy kiếp phận đàn đang đẩy xuống long công hừ lạnh một tiếng vẫn không nành tránh long chảo nắm thành nắm đấm long công đại nhân ta đến giúp ngài cổ tiên thiên đỉnh ngô song nhắm ngay long công thôi động sát chiều sát chiêu tiền đạo vô song sau một khác Long Công hít sâu một hơi, song quyền đánh về phía kiếp vận đàn trên đỉnh đầu, sát chiêu tiên đạo. Loạn Long Quyền, vô song. Loạn Long Quyền, một lát sau. Quyền ảnh tung bay, nhấc lên phong bạo kinh thiên. Ngàn vại quyền ảnh giống như kinh đào hãi lãng đập kiếp vận đàn phải chập chờn bất định, ra hỏa Long Công này đúng là đủ mạnh, băng tắc xuyên nghiến răng, kiếp vận đàn cũng nhận được sự trợ giúp của Cự Dương Tiên Tôn, chiến lực tăng vọt hơn trước gấp mấy lần, nhưng cũng vẫn không ép được Long Công. Nhưng lúc này, một cự nhân bay nhào đến, gia nhập chiến trường, chính là thất cực hoang đồ. Long cong, đi chết đi. Cự nhân thất cực hoang đồ hét lớn một tiếng, há miệng phun một cái, phun ra vô số kim nhỏ đen nhánh, bắn về phía Long công, hỏng rồi, cổ tiên thiên đỉnh gần đó Mô Song nhìn thấy, đa định trợ giúp nhưng lại bị cổ tiên Bắc Nguyên ngăn cản. Cổ tiên Bắc Nguyên từ trước đến nay kinh nghiệm chiến đấu phong phú, những cổ tiên được sát chiêu tiền hữu cổ nhân họ đến lại càng là cường giả trong lịch sử. Kịch chiến lâu như vậy, Bọn họ đã sớm dưỡng thành sự phối hợp ăn ý. Long công thi triển sát chiêu loạn long quyền chống cự kiếp vận đàn lại bị thất cực hoang đồ tập kích sát chiêu hắc tiêm châm cực kỳ lợi hại khí thế phun trào còn chưa bắn đến người Long công ông ta đã cảm nhận được một cảm giác đau nhói tinh quang lóe lên trong mắt Long công rồi biến mất sát chiêu tiền nạo Trường Long triệt đồng sát chiêu điều tra vừa ra Long công lập tức hiểu được nội tình của sát chiêu hắc tiêm châm biết được chiêu này ẩn chứa tinh hoa ám đạo chuyên khắc thủ đoạn phòng ngự nếu ông ỉ vào vẻ rồng của mình hoặc ấn cửu long hộ thân chỉ sợ sẽ bị bắn thành tổ ong vào vẽ trọng thương ngay tại chỗ vậy thì lấy công đối công long công bỗng nhiên há miệng bật hơi khí quyển mãnh liệt thoáng hình thành một sát chiêu tiên đạo sát chiêu tiên đạo khí lưu tiễn rất nhiều khí lưu màu trắng nhạt đâm thẳng vào mưa châm khí lưu vạch phá bầu trời hình thành từng đường vòng cung giống như lưỡi đao sắc bén đến chỗ nào hắc châm đều bị chém đứt khí lưu tiễn và hắc tiêm châm chạm vào nhau mỗi bên từ tán hơn phân nửa, nhưng cũng có một số cá lọt lưới. Đánh úp về phía Long Công và thất cực hoang đô, cùng lúc đó, Long Công kêu riêng một tiếng đau đớn, trên người bị đâm người mấy cây kim nhọn đen nhánh, còn cơ thể thất cực hoang đô cũng bị khí lưu tiễn thất mất mấy miếng thịt. Những tổn thương này đều do bắt đầu thất tiên bên trong thất cực hoang đô gánh chịu, bọn họ nhịn đau. Tề tâm hợp lực thôi động thất cực hoang đô, một lần nữa thẳng hướng Long Công. Long Công thở dài một tiếng, đành phải cưỡng ép lui về phía sau. Giao chiến đến nay, đây là lần đầu tiên ông chủ động lui lại thế địch mạnh khiến cho long công không thể không lui lại sát chiêu long Ngự thượng tân của ông hoàn toàn có thể chế bá bát chuyển nhất là trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng tông lại càng muốn làm gì thì làm cổ tiên bát chuyển nhưng trước mặt sát chiêu cửu truyền sát chiêu long ngự thượng tân lại trở nên thua chỉ kém đem Ngoại trừ uy năng bản thân còn có phương diện biến hóa huyền cơ cử dương tiên tôn phát ra một kích vốn là sát chiêu công phạt một đường oanh kích từ bắc nguyên đến thiên đình trung châu vượt qua hai đại vực nhưng uy thế không hề suy giảm hạo đãng bàng bạc phòng ngự của thiên đình cũng rất mạnh nhưng không phải là đối thủ của một kích cự dương tiên tôn cũng may vào phút cuối cùng có tinh túc tiên tôn ra tay mới ngăn được một kích đó lại nhưng sau khi ngăn xong một kích của cự dương tiên tôn lại thay đổi tính chất biến thành thủ đoạn tăng phúc tập trung vào trong chiến trường khiến cho chiến cuộc một lần nữa bị phá vỡ khi xảo thực dụng chủ yếu của sát chiêu có mấy loại liên chiêu biến chiêu phù chiêu và phá chiêu cái gọi là biến chiêu chính là lấy sát chiêu nào đó làm cơ sở tiến thành thay đổi đã đến một hiệu dụng khác ví dụ như sát chiêu vạn ngã và đại thủ ấn lực đạo của phương nguyên cái trước là cơ sở của cái sau chương 2585 bác nguyên thượng phong 2. nhưng khi phương nguyên thôi động sát chiêu vạn ngã sát chiêu vạn ngã tuyệt không biến thành đại thủ ấn lực đạo hai thứ này có điểm khác biệt còn một kích của cự dương tiên tôn lại thay đổi bất thường trước một khắc vẫn là sát chiêu công phạt một giây sau đã biến thành thủ đoạn tăng phúc tạo nghệ về biến chiêu của cự dương tiên tôn đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của long công sức mạnh trên người ta đang tiêu tán xem ra sức mạnh của cự dương tiên tổ cũng không kéo dài mau nhân lúc sức mạnh vẫn còn không thể han chiến sâu phá trận tuyến đối phương cướp đoạt cổ số mệnh thời gian dần trôi cổ tiên bắc nguyên dần phát hiện chỗ không ổn sau khi một kích của cự dương tiên tôn thay đổi tính chất mang đến cho bọn họ sự trợ lực rất mạnh nhưng sức mạnh này cũng đang nhanh chóng tiêu tán trình độ bộc phát của một kích cự dương còn muốn cao hơn sát chiêu nhân trung hào kiệt nhưng xét về thời gian kéo dài và phạm vi không gian không hề nghi ngờ phạm vi bao trùm của sát chiêu nhân trung hào kiệt rộng hơn thời gian kéo dài hơn sắc mặt long công thay đổi tông dùng sức của một người dây dưa với thiết vận đàn và thất cực hoang đô đã là miễn cưỡng lắm rồi bây giờ chư tiên bắc nguyên tề công tàn trận luyện đạo ông hoàn toàn không phòng thủ được rất nhiều cổ tiên thiên đình đứng trước đại trận luyện đạo tạo thành phòng tuyến cổ tiên bắc nguyên điên cuồng tấn công phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm các loại sát chiêu tiên đạo đối bính nhau thỉnh thoảng lại có thi thể cổ tiên từ trên cao rơi xuống hai bên chém giết chảm liệt vây quanh phòng tuyến yếu kém cổ tiên tử vong liên tục tăng lên bên phía bắc nguyên được ăn cả ngã về không còn thành viên thiên đình thì thủ vững không lùi hai bên đều đang tăng binh cổ tiên tử trong tiên mộ không ngừng thức tỉnh từng thành viên thiên đình đều bước vào xa trường trợ giúp trận tuyến bên trong huyễn cảnh dòng sông thời gian cường giả bắc nguyên cũng liên tiếp đăng tràng không nói hai lời triển khai công kích trận tuyến lung lay như muốn phá từ vi tiên tử đã sớm gia nhập chiến trường dốc hết toàn lực ngăn cản thế công hung mãnh của chư tiên bắc nguyên Bỗng nhiên, bên cạnh Tử Vi Tiên Tử xuất hiện một bóng người nhàn nhạt, nhạt, là cổ tiên Bác Nguyên Lưu Lưu Lưu. Mặc dù người này là cường giả bát chuyển nhưng cũng không có thanh danh tốt trong lịch sử, khi y còn sống, lưu gia chỉ có một cổ tiên bát chuyển là y, dựa theo lệ cũ, ti sẽ đảm nhiệm chức Thái thượng đại trưởng lão, nhưng Lưu 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 từ nhỏ đến lớn chưa từng chính diện tác chiến, lần yếu dựa mạnh, chỉ cần ra tay, nhất quán đều là tập kích lén, thanh danh của y quá xấu, hoàn toàn không khiến cho người ta tôn trọng và tin phục, nữ y đảm nhiệm chức Thái thượng đại trưởng lão Lưu gia ngược lại sẽ liên lụy toàn bộ Lưu gia. Ảnh hưởng hình ảnh và danh dự của Lưu gia, Lưu 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 chính là một ví dụ tương đối hiếm thấy trong toàn bộ lịch sử Bắc Nguyên, riêng một ngọn cờ, nhưng cũng chính nhờ có phong cách như vậy, đi mới có thể sinh tồn đến nay. Thật ra Lưu 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 đã sớm đăng tràng tham chiến, nhưng cường giả Bắc Nguyên cùng thời kỳ với y đã sớm bị giết chết, chỉ còn lại một mình y, chiến đấu quá mức thảm liệt như vậy, cổ tiên bát chuyển hy sinh đã trở thành chuyện rất bình thường, chiến quả trong tay Lưu 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 rất huy hoàng. Từ lúc giao chiến đến nay, đã có ít nhất 8 thành viên thiên đình gặp độc thủ của y ti đã sớm chú ý thiên đình kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã giúp cho y nhận ra tầm quan trọng của tử vi tiên tử lúc này y bỗng nhiên ra tay đánh lén thật ra đã sớm gấp ủ từ lâu một lát sau long tơ tử vi tiên tử dựng đứng cảm giác nguy hiểm chí mạng tràn ngập trong lòng nàng khiến nàng không thể hô hấp trong lòng tử vi tiên tử sáng như tuyết chỉ dựa vào phòng ngự của nàng bây giờ hoàn toàn không ngăn cản được đối phương nhưng bây giờ muốn thôi động biện pháp phòng ngự khác hoàn toàn không kịch mắt thấy tử vi tiên tử sắp chết trong thời khắc quan trọng bên cạnh nhảy ra một vị cổ tiên thiên đình chính là ngô song đã trợ giúp long công trước đó phốc phốc một tiếng vang trồng sát chiêu của lưu 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 giống như một lưỡi đao màu xám đâm xuyên ngô song sau đó đâm trúng bả vai của tử vi tiên tử đã chết lại bị tên ngô song này đỡ hơn phân nửa uy năng sắc mặt lưu 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 thay đổi nhanh chóng tiêu tán bản thân tử vi tiên tử bị trọng thương còn ngô song thì dĩ nhiên đã bỏ mình lưu 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 biến mất không còn tung tích một khác sao. Khi y xuất hiện lại, nói không chừng sẽ lại mang đi một cái mạng khác, oanh. Khi lão tung bay, Long Công bay ngược về đằng sau mấy trăm bước, khó khăn ổn định thân hình, ông Trung Quy đã đỡ được một sát chiêu cường đại của thất cực hoang đồ. Nhưng cái giá là toàn bộ hai tay, còn có vảy rồng trước ngực, hai cánh tay của ông bất lực rũ xuống, vảy rồng vỡ vụn, lồng ngực máu thịt bé bét, Long Công lập tức thôi động thủ đoạn trị liệu, nhưng đạo ngân ám nạo dính trên tay vô cùng nhiều, đồng thời sắp xếp thành một tổ hợp ảo diệu, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu của ông rất lớn. Ha ha ha. Long cong. Ngươi liên tục trúng hai sát chiêu xa lý dẫn vào ám triển mệnh của chúng ta, mùi khôi phục trong thời gian ngắn là rất khó. Nằm mơ đi, tất cực hoàng đấu phát ra âm thanh chế diễu. Sau đó, kiếp vận đàn thay đổi phong cách chiến đấu trước đó, bỗng nhiên chui phá lạch đá, từ dưới đánh lén long cong, một sát chiêu tiên đạo bộc phát, đánh trúng long cong. Một quang cầu cam kim rất lớn giam giữ long cong bên trong, một mực vây khốn, quang cầu không ngừng co vào, đè ép không gian sinh tồn của Long Công. Ép đến xương cốt ông rung lên kéo cạch. vảy rồng không ngừng đứt rời, xương rồng hiện ra vết rách. Chương 2586, Nội tình Thiên Đình 1, thấy Long Công bị nhốt, băng tắc xuyên thở phòng một hơi, tốc độ Long Công kinh người, còn tốc độ kiếp vận đàn lại hơi chậm, rất khó trúng đích, cũng may chiến thuật của tiên Bắc Nguyên cực kỳ sáng suốt, công địch tất cứu, khiến Long Công lo lắng chỉ có thể bị động phòng thủ, tất cực hoang đồ phối hợp càng lúc càng an ý lúc này mới sáng tạo ra chiến cơ bắn trúng long công giang rắc một tiếng vang nhỏ một miếng sừng rồng rơi từ đỉnh đầu long công xuống rất nhiều sợi tóc màu tím cũng rơi xuống luôn chín long ảnh hiện lên toàn thân long công đây chính là sát chiêu cửu văn long hộ thân Có khăn chống cự trọng áp chung quanh long Công. đại thế của ngươi đã mất cô sống mệnh chắc chắn sẽ là vật của trường sinh thiên ta còn ngươi thì phải chết âm thanh băng tắc xuyên truyền khắp chiến trường trong thời gian ngắn chỉ có thể vây khốn long công chứ không thể lấy đi tính mạng của ông nhưng cũng không sao ông ta có thể dựa vào việc này đả kích sĩ khí thiên đình quả nhiên không ít thành viên thiên đình nhìn thấy long công bị nhốt không khỏi cảm thấy kinh hãi long công bỗng nhiên cất tiếng cười to cho dù lão phu chiến tử ở đây thì như thế nào của tiên bắc nguyên các ngươi hung hăng không sợ chết chẳng lẽ thiên đình ta có người sợ chết sao một câu nói khiến chư tiên thiên đình kêu hay sĩ khí đại chấn chúng ta ngủ say chỉ vì trách nhiệm tuyệt không phải sợ chết nói đùa sợ chết chúng ta là thành viên của thiên đình đấy chúng ta giữ gìn vinh quang của gia tộc từ thời đại vĩnh cổ đến nay chúng ta chưa từng e ngại hy sinh cổ tiên thiên đình bắt đầu phản công không tiếc dùng huyết nhục ngăn cản sát chiêu cổ tiên bắc nguyên một khi có cơ hội cổ tiên thiên đình sẽ không để ý bản thân phát động tấn công mạnh che thủ đồng quy vu tận với cường giả bắc nguyên cổ tiên bắc nguyên dũng mãnh van dạ cổ tiên thiên đình lại bắt đầu điên cổ không ổn rồi băng tắc xuyên thầm kêu không ổn ông ta vốn muốn đả kích sĩ khí thiên đình không nghĩ đến một câu của long công đã làm tan rã băng tắc xuyên cười lạnh giọng nói truyền khắp chiến trường lần nữa buồn cười các ngươi hy sinh chẳng có ý nghĩa gì cả cho dù cổ tiên bên ta có hy sinh nhiều hơn bọn họ chẳng qua cũng là do sát chiêu hồng lên ma tôn biến thành đã sớm chết rồi dùng ngươi chết đổi lấy sự hy sinh của các ngươi đây chính là vụ buôn bán trăm kiếm không cần bồi thường nội tình thiên đình các ngươi có bao nhiêu để trải qua được dày vò như thế nội tình long công cười lạnh thiên đình chúng ta có rất nhiều ông bắt đầu phản kháng hai cánh tay của ông không cách nào động đậy nhưng khí tức quanh người lại dâng lên giống như một bức tường cao bao phủ ông ở bên trong long công nhìn kiếp vận nàn ánh mắt toát lên vẻ trào phúng trường sinh thiên các ngươi được thành lập chỉ vào thời trung cổ chỉ hơn 30 vạn năm mà thôi còn thiên đình chúng ta thì sao cách đây 387 vạn chín ngàn năm các ngươi tính toán đi gấp bao nhiêu lần đừng muốn ước đoán nội tình thiên đình ta cô các ngươi mãi mãi cũng chỉ có tầm nhìn hạn hẹp mà thôi băng tắc xuyên ngươi không ngại quay đầu lại nhìn tiên mộ của chúng ta còn lại nhìn hư ảnh dòng sông thời gian buồn cười của ngươi đi sắc mặt băng tắc xuyên trầm xuống yên lặng không nói ông ta không cần xem bởi vì ông ta vẫn luôn duy trì chú ý hai chỗ này bên trong dòng sông thời gian cổ tiên bắc nguyên đã bắt đầu thưa thớt như tiên mộ thiên đình vẫn không ngừng có cổ tiên thức tỉnh nội tình thiên đình thâm bất khả chắc long công nói tiếp một gia tộc tính toán đâu ra đấy thì có bao nhiêu người gia tộc tuyển gia nhân tài sẽ có được bao nhiêu băng tắc duyên ngươi nhìn trung châu chúng ta đi chúng ta từ tất cả phàm nhân trung châu mà tuyển chọn ra đủ loại nhân tài một gia tộc cho dù phát hiện ra được nhân tài có thể chân chính bồi dưỡng được không huyết thông gia tộc thường khiến cho quan hệ bình thường trở thành trở ngại nhưng hiện tượng không khách quan trong việc dùng người ở môn phái chúng ta thật sự ít hơn gia tộc rất nhiều đồng thời cạnh tranh giữa các môn phái rất công bằng và minh bạch cho dù hậu đại cao tầng của một gia tộc xuất hiện thiên tài Cổ tiên cao tầng gia tộc đó có thể tổn hao bao nhiêu tâm lực để bồi dưỡng thiên tài hậu bối này chứ? Cổ tiên cũng có chuyện để làm, vô cùng bận rộn, nhưng trong một phái, một thiên tài hậu bối sẽ có rất nhiều người chỉ điệp, từ lúc y bắt đầu tu hành cho đến khi thành tựu cổ tiên đều có sự chỉ đạo tương ứng, một phái có rất nhiều nhiệm vụ dạy bảo, có thể chỉ đạo hậu bối, thu hoạch được lợi ích tương ứng, thử hỏi một gia tộc làm như vậy có được bao nhiêu chứ? Nói đến đây, âm điệu của Long công cao lên, tràn ngập kiêu ngạo và tự hào, "Chư tiên Bắc Nguyên" các ngươi dám đến xâm lấn thiên đình tân đảm lắm đáng tiếc nhận thức của các ngươi sớm đã bị gia tộc các ngươi trói buộc các ngươi đã đánh giá thấp nội tình thiên đình ta rồi băng tắc xuyên in lặng không nói ông ta muốn phản bác nhưng lại không nói được lý do để phản bác. bởi vì sự thật đang ở trước mắt tiêm mộ thiên đình từng thành viên đang thức tỉnh tầng tầng lớp lớp ba triệu năm trước thời đại viễn cổ nguyên thủy tiên tôn nhìn cổ tiên chung quanh khẽ gật đầu hiện tại cổ tiên nhân tộc trung châu đã đến đủ đồng thời còn có tiên hữu các vực đến từ tương lai, nguyên thủy tiên tôn đại nhân. Nhanh ngài triệu hoán, chúng ta liền đến đây ngay, ngài có giận dò hoặc dạy bảo gì? Chúng ta đều lắng nghe. Nguyên thủy tiên tôn mỉm cười, nói ra đề nghị của mình, kể từ hôm nay, cổ tiên trung châu chúng ta sẽ xây dựng môn phái, thu đồ đệ khắp nơi, mỗi người tự truyền thụ bản lĩnh của mình xuống. Chương 2587, Nội tình thiên đình 2, cái gì? Bỏ đi chế độ gia tộc sao? Mặc dù đã sớm nghe phong thanh, nhưng Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân ngài thật sự muốn làm thế sao? Cái này cũng chưa hẳn là cổ tiên nhân tộc bàn tán ầm ĩ, gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, có người cẩn thận khuyên nhủ, Miên Thủy Tiên Tôn đại nhân, ngài là cổ tiên cửu truyền duy nhất trên thế gian, nếu ngài thành lập gia tộc của mình, nhất định sẽ là thế lực siêu cấp thiên hạ, từ tôn của ngài sẽ kế thừa vinh quang và bản lĩnh của ngài. Gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ lấy gia tộc của ngài làm lãnh tụ, nguyên Thủy Tiên Tôn khẽ lắc đầu, ông nhìn cổ tiên khuyên bảo mình, ánh mắt bình tĩnh, gia tộc thử hỏi thiên hạ từ xưa đến nay có gia tộc nào lâu dài không suy si không? Một khi gia tộc phát triển an toàn, mối quan hệ huyết thống sẽ trở nên thừa thớt khi ta chưa thành tôn. Chúng ta cùng với gia tộc dị nhân khác đối kháng, mọi trừ dựa vào sự đoàn kết của chúng ta thì chính là dựa vào khe hở của nội bộ bọn họ. Ta muốn thành lập môn phái, chính là không dựa vào một tổ chức quan hệ máu mủ. Cổ tiên nhân tộc im lặng, có người miễn cưỡng cười nói. Tiên tôn đại nhân, ngài nói không sai. Một khi gia tộc phát triển an toàn, nhất định sẽ dễ lỏng lẻo. Nhưng ngài thì khác. Ngài là vị cổ tiên đầu tiên tu hành đến Cửu Truyền từ trước đến nay, nói không chừng về sau chưa chắc sẽ xuất hiện tiên tôn Cửu Truyền, chỉ cần gia tộc đó có ngài, thành viên gia tộc nào dám hướng ra bên ngoài chứ? Có ngài ở đây, nhất định sẽ có gia tộc đoàn kết nhất trên đời. Nguyên Thủy Tiên Tôn gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng nếu ta không có ở đây thì sao? Ta có thể sống bao nhiêu tuổi chứ? Cổ tiên nhân tộc được hỏi lên lần ra, có người nói, Tiên Tôn đại nhân Ngài bây giờ đang rất xuân thu chính thị, lại có người nói, chúng ta sẽ không ngừng tìm kiếm cổ thọ, ngài nhất định sẽ là cổ tiên sống lâu nhất trong lịch sử. Nguyên Thủy Tiên Tôn mỉm cười, bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn sẽ chết, thế gian này có ai bất tử được đâu. Ông lắc đầu, thở dài một tiếng, tự hỏi tự trả lời, không có ai cả. Các cổ tiên đều im lặng, Nguyên Thủy Tiên Tôn nói tiếp, các phương pháp duyên thọ khác đều có hại, ngoại trừ cổ thọ, cho dù có thu thập cổ thọ, nhưng chúng ta đều biết cổ trọ đang càng ngày càng ít. Không phải sao, các cổ tiên nhân tộc vẫn tiếp tục im lặng, đây chính là thiên ý. Minh Thủy Tiên Tôn ngửa đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu qua vách động, nhìn thấy Thương Khung và Vân Tiêu, thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, chưa hề vĩnh sinh, cây cao chịu gió lớn, cường giả dị nhân không ngừng cũ mới giao thế, nhân tộc chúng ta cũng phải giống như vậy, mặc dù ta vô địch thiên hạ, nhưng cũng chỉ là tạm thời, một ngày nào đó ta sẽ chết, đây là thiên đạo. Số mệnh và quy củ, bầu không khí trong sơn động càng lúc càng nặng nề một cổ tiên nhân tộc trẻ tuổi miễn cưỡng cười nói tiên tôn đại nhân bây giờ ngài chẳng qua chỉ mới mấy trăm tuổi mà thôi còn có mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm tới nguyệt nữa hiện tại cân nhắc những việc này có phải hơi sớm rồi hay không sắc mặt nguyên thủy tiên tôn lập tức nghiêm lại ông dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vị cổ tiên trẻ tuổi vừa lên tiếng vị cổ tiên này trụ không được bao lâu đã phải cúi đầu xuống nguyên thủy tiên tôn thấp giọng nói nhân vô viễn lự nếu không cân nhắc trước để đưa ra dự phòng đợi sau khi ta chết đủ loại hy sinh của các ngươi sẽ trở nên không có ý nghĩa chút nào thành quả mà chúng ta thiên tân vạn khổ cố gắng phấn đấu để đạt được cũng sẽ bị sụp đổ không nói những cái khác một khi ta chết đi dị nhân phản công trong các ngươi ai có thể đảm nhiệm được gánh nặng này nguyên thủy tiên tôn hỏi cổ tiên nhân tộc nhìn nhau không ai nhận lời càng không có ai lên tiếng mặc dù nhân tộc quật khởi nhưng dựa vào một mình nguyên thủy tiên tôn những người còn lại mặc kệ là đẳng cấp của tiên số lượng cổ tiên vẫn không bì kịp chủng tộc dị nhân nguyên thủy tiên tôn thở dài thật sâu trung châu quá lớn cổ tiên nhân tộc chúng ta có bao nhiêu cổ tiên dị nhân có bao nhiêu không đề cập đến cổ tiên chỉ nói đến phàm nhân nhân khẩu toàn bộ nhân tộc có bao nhiêu dân số của bọn họ có bao nhiêu trên lệch trăm vạn lần cũng có khả năng cho dù chúng ta chế bá trung châu thống trị trung châu còn bốn vực khác thì sao hiện tại thực lực của ta đã lộ ra ngoài ánh sáng dị nhân biết rõ không địch lại cho nên đã dùng bị pháp tránh né chúng ta hoàn toàn không có thủ đoạn hữu hiệu để tìm được vị trí chính xác của bọn họ nhất là những động thiên phúc bịa của cổ tiên dị nhân một khi ký thác ra bên ngoài cho dù chúng ta đến trước mặt cũng vạn lần không cảm giác được ý của nguyên thủy tiên tôn các vị cổ tiên đều hiểu cho dù nhân tộc cuột khởi nhưng cũng chỉ dựa vào một mình nguyên thủy tiên tôn tuổi trọ nguyên thủy tiên tôn có hạn cuối cùng cũng sẽ có một ngày chết đi khi ông còn sống nhân tộc muốn thống nhất trung châu cũng rất khó khăn rất khó tìm được dị nhân. Bọn họ này tránh, vẫn có thể phồn diễn sinh sống như cũ, Nguyên Thủy Tiên Tôn vô địch thế gian nhưng lại không có biện pháp hữu hiệu tìm ra được vị trí của bọn họ. Một vị lão giả trong số cổ tiên nhân tộc lên tiếng, giọng nói nặng nề, cho nên, theo ý của Tiên Tôn đại nhân, đối với nhân tộc chúng ta mà nói, cái lâu dài chính là bỏ qua gia tộc, xây dựng sư môn sao? Nguyên Thủy Tiên Tôn nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, chúng ta làm sao có thể chiến thắng dị nhân, mang đến tiền cảnh vinh quang cho cả nhân tộc? chỉ dựa vào một mình ta là không được